Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 66. Lời vừa dứt, cơ thể hắn ta bỗng nhiên hóa thành rất nhiều bóng mờ, lấy thân pháp kinh người lao như một tia chớp về phía hai người kia. Quỳnh. Quyền mang này của Dương Hùng tương đối đáng sợ, chân nguyên ngưng tụ nhoáng lên như tia chớp mang theo quyền phong được đẩy lên mức cực đại, vun vút phóng qua. Thế tấn công ập đến bất ngờ như thế này lại nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Ai có thể nghĩ được hắn ta sẽ lại ra tay với hai người Lộ Triển trước chứ? Lộ Triển và Tề Văn Hùng biến sắc, đáy mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, nhưng hai người này dù gì cũng không phải hạng chỉ có hư danh, đồng thời dốc hết toàn lực phòng bị. Dường như đồng thời ra tay, như một tia chớp đón đầu quyền phong với ánh chớp lập lòe kia, hai thế tấn công va đập mạnh vào nhau. Quỳnh! Làn sóng khí tựa như hóa thành thực thể dần dần tản ra. Ngay lập tức trong không trung vang lên những âm thanh đì đùng không ngừng, rung động cả màng nhĩ. Đợi đến khi làn sóng khí kia tan đi, Lộ Triển và Tề Văn Hùng mỗi người bị đẩy lui về sau mấy bước, không có gì đáng ngại nhưng xét cho cùng thì cũng phải chịu chút thiệt thòi. Sức mạnh của một người đồng thời chấn lui hai người, mặc dù có chút nguyên nhân bất ngờ, nhưng loại tu vi ở mức đáng sợ như Dương Hùng vẫn khiến người ta phải giật mình sợ hãi. Lộ Triển bình ổn lại chân nguyên đang sao động trong người, nhìn về phía Dương Hùng nói, Dương sư huynh là sợ hai người bọn ta nhân lúc ngươi và tên tiểu tử kia giao đấu mà đánh lén ngươi hay sao? Yên tâm, việc làm như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người Lộ Triển ta. Tề Văn Hùng cũng lập tức tiếp lời, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra với Tề Văn Hùng ta, cho dù Hoa Huyền Âm chín cánh được sinh ra rồi thì hai người chúng ta cũng sẽ đợi cho đến khi ngươi dạy dỗ xong tên tiểu tử kia thì mới giao đấu với ngươi. View. Hai người đồng thời rút lui đến bên rìa của vòng sáng mới dừng lại. Cảnh tượng như vậy trái lại khiến không ít người nhìn Dương Hùng bằng ánh mắt khác, không ngờ được hắn ta trông có vẻ nóng tính bộc chộp như vậy mà tâm tư lại khá tinh tế. Hai người đưa ra lời hứa trước mặt tất cả mọi người, xem ra tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Như vậy, lúc hắn ta giao đấu với Lâm Nhất sẽ càng không phải lo lắng gì nữa. Trong một thoáng, mọi người đều có chút thương xót đối với kết cục của Lâm Nhất. Cũng coi như biết điều. Dương Hùng cười lạnh lùng, sau đó lập tức chuyển ánh mắt lạnh lẽo về phía người Lâm Nhất, bật cười nói, thú vị. Đã đến nước này rồi mà tiểu tử ngươi lại vẫn còn có dũng khí để đứng ở trước mặt ta. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dám xuất hiện ở đây là muốn cùng hai người bọn họ bắt tay đối phó với ngươi hay sao? Trong đôi mắt đen láy của Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ lạ, hờ hững nói ta chưa từng có suy nghĩ như vậy. Dương Hùng thoáng ngẩn ra rồi lập tức cười nói, ngươi còn mạnh hơn một chút so với tưởng tượng của ta, chẳng qua thật đáng tiếc. Hôm nay công tử táng hoa ngươi đã định là sẽ trở thành trò cười ở đây rồi. Trong Hồ Huyền Âm này, ta sẽ khiến tất cả mọi người biết được, Lâm Nhất ngươi trong mắt Dương Hùng ta chẳng là cái thá gì cả. Hai mắt Lâm Nhất khẽ nheo lại lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười này thoáng mang theo vẻ âm u lạnh lẽo, thật trùng hợp, tại hạ cũng có suy nghĩ này. Không chỉ như vậy, Hoa Huyền Âm chín cánh kia cũng sẽ chỉ thuộc về ta. Chậc chậc. E là sẽ phải khiến ngươi thất vọng rồi. Khóe miệng Dương Hùng khẽ nhếch lên thành nụ cười trào phúng, một luồng chân nguyên kinh thiên động địa đang sao động, dần dần lan tỏa ra từ người hắn ta khiến vạt áo màu đen tung bay phần phật. Bỗng nhiên trong cơ thể có âm thanh nổ lách tách của tia điện vang lên, chớp mắt có rất nhiều tia điện hội tụ thành một đám lôi hỏa rực rỡ. Bao bọc xung quanh người Dương Hùng, một luồng uy áp điên cuồng tràn ra từ trên người hắn ta. Tựa như một vầng mặt trời gay gắt được ngưng tụ bởi lôi hỏa. Làn sóng chấn động bậc này mang đến cảm giác áp bức cực lớn, uy áp nặng nề dồn nén linh khí trong không trung khiến nó nhất thời vang lên u u. Viêm lôi diệu nhật. Đây là dấu hiệu chứng tỏ viêm lôi quyết đã thăng cấp lên tầng thứ 7, mặt tất cả đệ tử ở Hồ Huyền Dương này thoáng biến sắc, trong lòng thầm ngạc nhiên thật lâu. Viêm lôi quyết là một công pháp địa cấp đỉnh cấp, khá nổi danh trên khắp cả thành U Châu. Vô cùng khó tu luyện. Mà Dương Hùng này thế mà lại tu luyện viêm lôi quyết đến tầng thứ 7, loại thực lực bậc này cũng chẳng hề kém hơn so với 10 người đứng đầu của đệ tử nòng cốt. Viêm lôi quyết tầng thứ 7. Lộ Triển và Tề Văn Hùng đứng ở bên rìa quay sang nhìn nhau một cái, trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ lạ lùng, rõ ràng bọn họ đã rất bất ngờ.
hy vọng ngươi có thể gây cho ta chút áp lực, nếu thắng quá dễ dàng như giết gà giết chó thì thực sự là chán ngắt. Vẻ mặt Dương Hùng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hướng về phía Lâm Nhất cười lạnh, trong mắt chứa đầy sát ý nhàn nhạt. Tên này. Vẻ mặt Lâm Nhất thoáng lộ vẻ nghiêm trọng, Dương Hùng này thực sự không thể coi thường, e là những nhân tài mới bước chân vào cảnh giới âm huyền thì chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Viêm Lôi Diệu Nhật, thanh uy cỡ này cũng khá là đáng sợ, chẳng qua. Đối đầu với Tử Diên kiếm quyết tầng thứ 9 đỉnh phong của ta thì sẽ thế nào đây? Bên trong tử phủ, đóa hoa 81 cánh đã bùng nở hoàn toàn, trong lúc thiếu niên ngước mắt lên nhìn, từ sâu thẳm trong đôi đồng tử đen láy có luồng sáng bạc ngưng tụ thành kiếm quang lạnh lẽo nhất thế gian, bộc lộ rõ ràng phong mang tuyệt đỉnh của nó. Ra tay đi! Lời của Lâm Nhất vừa nói xong, tất cả mọi người đều cảm nhận được, trên người thiếu niên kia có luồng chiến ý giạt rào tựa như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng lại không hề mang theo chút xíu sợ hãi e dè nào. Tấm lòng hướng về kiếm này trước giờ chưa từng lung lay chút nào. Quỳnh! Hai luồng khí thế hùng hậu từ trên người Lâm Nhất và Dương Hùng lần lượt phát tán ra, làm điên đảo cả bầu không khí xung quanh sau đó đối đầu với nhau. Như thể giữa thiên khung có vô số đám mây điện cuồn cuộn va chạm vào nhau, phát ra những tiếng nổ trầm đục. Khí tức đáng sợ cỡ này lan tràn ra khắp mọi ngõ ngách bên trong linh trụ hỏa diễm, đến linh khí bao trùm trong không khí cũng trở nên đặc sệt. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía hai bóng người bên trong cột sáng, nín thở tập trung. Bầu không khí căng thẳng cỡ này, bất cứ lúc nào cũng đều có thể phát nổ, một khi phát nổ thì sẽ là một cuộc đại chiến kinh động đất trời. Trước khi chuyện này xảy ra, ai cũng không ngờ tới Lâm Nhất có thể có thực lực mạnh như thế. Cảm giác hai người giao đấu với nhau, chắc chắn sẽ là thế cục chênh lệch hẳn về một phía. Nhưng bây giờ chiến ý bộc phát ra từ trên người Lâm Nhất lại khiến bất cứ ai cũng không dám xem thường. Bầu không khí bên trong linh trụ hỏa diễm đã đông đặc lại, đột nhiên, có luồng gió nhẹ nổi lên giống như ai đó ném một viên sỏi nhỏ vào mặt hồ tĩnh lặng làm gợn lên từng vòng sóng nước. Đợi được làn gió nhẹ này, trong đáy mắt Dương Hùng và Lâm Nhất đều lóe lên tia sánh lạnh lẽo, bóng hai người đồng thời bay vọt lên không trung. Hai bóng người lao vào nhau nhanh như hai tia chớp. Chân nguyên khắp người đã hùng hậu đến cực điểm, hóa thành hai dòng nước lũ cuồn cuộn rít gào trên mặt hồ, sau đó hung hăng lao đến và mạnh vào nhau. Quỳnh! Tiếng nổ rung trời, dư âm sinh ra do hai luồng chân nguyên va chạm điên cuồng tản ra bên ngoài linh trụ hỏa diễm. Trên mặt hồ mênh mông vô tận của hồ huyền âm thình lình nổi lên cơn sóng thần cao ngút trời, sóng thần và sóng thần va chạm với nhau lại tạo ra những tiếng nổ không ngớt. Quỳnh ầm ầm! Bên trong linh trụ hỏa diễm, hai người dựa vào tu vi chân nguyên của bản thân, không ngừng đánh về phía nhau. Không có những kỹ xảo thừa thãi, thứ mà bọn họ so tài là chân nguyên của bản thân và công pháp mà mỗi người tu luyện. Dương Hùng đạt đến cảnh giới Viêm Lôi Diệu Nhật và Lâm Nhất đạt đến tầng thứ 9 của kiếm quyết, bọn họ rất có lòng tin với công pháp của chính mình. Chẳng qua trong lúc hai người so tài, trái lại có thể rõ ràng thấy được Dương Hùng chắc chắn chiếm thế thượng phong. Ưu thế về cảnh giới của hắn ta xét cho cùng vẫn mạnh hơn nhiều so với Lâm Nhất mới bước vào cảnh giới âm huyền đại thành. Thằng nhóc này đúng là tự đại, lại dám đấu chân nguyên với Dương Hùng, đúng là không biết tự lượng sức. Nhìn khí thế của Lâm Nhất dần dần yếu đi, khóe miệng Mai Tử Viêm ở bên ngoài hồ huyền âm khẽ cong lên nụ cười châm chọc, cười đến là vui vẻ. Những người khác không ai nói gì, nhưng cũng thầm gật đầu tán thành, thế cục này cực kỳ bất lợi cho Lâm Nhất. Mạc Linh lười chẳng thèm để ý đến Mai Tử Viêm, chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia vẫn nhìn chằm chằm vào thế cục ở phía xa, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Chỉ có chút trình độ này thôi sao, ta còn chưa có dốc hết toàn lực đâu đó. Dương Hùng bật người lên không trung, lôi hỏa bao trùm quanh cơ thể hắn ta, chân nguyên không ngừng rót đầy vào trong cơ thể, khí thế bá đạo giạt rào, phát huy đến giới hạn. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống. Cúi đầu nhìn Lâm Nhất nở nụ cười lạnh lùng. Công tử Táng Hoa, nếu chỉ có chút bản lĩnh này thì cũng đừng có tự đánh mất thể diện ở trước mặt ta. Đáy mắt Dương Hùng lóe lên hàn mang, nhấc tay chụp một chưởng xuống, lôi hỏa mênh mông bao trùm trên người hắn bỗng nhiên ngưng tụ thành một cơn cuồng phong hỏa diễm khổng lồ, trong cơn cuồng phong lập lòe ánh chớp dữ tợn, chớp mắt đã ập xuống muốn nuốt chửng Lâm Nhất vào trong.
Thế tấn công đáng sợ bậc này, nhìn như thể một ngọn núi lửa khổng lồ đang ập xuống cơ thể nhỏ bé của Lâm Nhất. Nhưng còn chưa hết. Chỉ thấy trong mắt Dương Hùng lóe lên hàn mang lạnh lẽo, chân nguyên đổ xuống bỗng nhiên xiết lại, bất ngờ nuốt chửng Lâm Nhất vào bên trong cơn cuồng phong hỏa diễm mênh mông. Lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, điên cuồng cô đặc lại, sức mạnh lôi hỏa cuồng bạo không ngừng bóp nghiền Lâm Nhất. Hôm nay trong hồ huyền âm này, thứ hắn ta muốn không phải là đánh bại Lâm Nhất mà là nghiền nát đối phương. Phải khiến cho danh hiệu công tử táng hoa kia trở thành không đáng một xu, chẳng là cái thá gì. Phải khiến Lâm Nhất khom lưng gập gối, giống như một con chó ở trước mặt tất cả mọi người khổ sở cầu xin tha thứ. Phải khiến thằng nhóc này từ nay về sau không còn bất cứ tự tôn sĩ diện nào xuất hiện trước mặt Liễu Vân Yên nữa. Phải khiến hắn biết được, hậu quả đáng sợ của việc đắc tội với hắn ta. Cuộc chiến hoa huyền âm này chỉ có Dương Hùng hắn mới có thể cười được đến sau chót, trở thành người thắng cuộc sáng chói nhất. Cuộc chiến hôm nay chính là trận chiến đầu tiên để hắn ta thực sự nổi dậy, hắn ta phải dẫm đạp Lâm Nhất dưới bàn chân mình, chà đạp lòng tự tôn của hắn khiến nó mất sạch. Uỳnh! Chỉ thấy cơn cuồng phong hỏa diễm hòa lẫn tia điện khủng khiếp chỉ trong chớp mắt đã thu nhỏ lại một nửa. Lâm Nhất chỉ có tu vi cảnh giới âm huyền đại thành nhìn có vẻ như đã hết cách, chỉ đành nằm chờ người ta đến giết. Trên mặt hồ huyền âm thình lình truyền đến rất nhiều tiếng thở dài. Lâm Nhất này rốt cuộc thì vẫn quá ngông cuồng, nếu như không phải Nhất Nhất làm theo ý mình, cố gắng chống chọi với Dương Hùng thì có lẽ cũng không thảm bại như vậy. Tất cả mọi người hầu như có thể nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn của Lâm Nhất truyền ra khi bị cơn cuồng phong hỏa diệm kia nghiền nát, có lẽ khá là đau đớn, nghĩ đến thôi đã không rét mà run rồi. Ở phía xa, Mai Tử Viêm cười lạnh lùng, thủ đoạn cỡ này của Dương Hùng trái lại khiến hắn ta vô cùng tán thưởng. Nếu chỉ đánh bại Lâm Nhất không thôi thì đúng là quá hời cho hắn, kiểu dày vò trà đạp như vậy mới có thể khiến tên tiểu tử này biết thế nào là trời cao đất dày. Nhưng đúng vào lúc này, đáy mắt hắn ta lại lóe lên tia sáng lạ lùng, dường như có gì đó không đúng lắm. Tập trung nhìn kỹ thì lại thấy cơn cuồng phong hỏa diễm đang thu nhỏ lại kia xuất hiện từng vết nứt mờ nhạt, trong vết nứt kia có thể thấp thoáng trông thấy tia sáng bạc sắc bén mà chói mắt. Kiếm quang. Đúng vào lúc hắn ta còn đang nghi ngờ, vết nứt mờ nhạt trên bề mặt của cơn cuồng phong kia bỗng nở to ra. Có âm thanh kiếm ngâm ong ong vang lên, không ngừng truyền ra từ trong cơn cuồng phong hỏa diễm tựa như thiên âm làm chấn động cả màng nhĩ. Có 81 luồng kiếm mang màu bạc chói mắt bắn ra từ phía bên trong cơn cuồng phong hỏa diễm. Một tích tắc sau, 81 luồng kiếm mang kia điên cuồng đảo lộn. Chỉ trong một thoáng. Cơn cuồng phong hỏa diễm bao hàm lôi điện bỗng phát nổ tan tành. Một kiếm trận hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, kiếm quang chói lòa khiến người nhìn hoa cả mắt. Lâm Nhất mặc áo xanh bên trong trận lại tùy ý để dư âm của cơn cuồng phong hỏa diễm tấn công vào mình, bản thân hắn lại hiên ngang bất động nhưng cũng chẳng hề dính chút thương tích nào. Sắc mặt Dương Hùng bỗng trầm xuống, áo sam phồng lên. Những mảnh vụn của lôi hỏa nổ tung khắp tứ phía lại một lần nữa ngưng tụ thành thế tấn công như cơn hồng thủy, từng đợt, không ngừng đổ ập vào bên trong kiếm trận. Ong, ong! Mặc kệ cho cơn hồng thủy ào ạt tấn công, kiếm trận bảo vệ quanh người Lâm Nhất, trong lúc bay lên hạ xuống vẫn vang lên ong ong không ngừng, tựa như hoa nở hoa tàn, trăm hoa đua sắc. Lấy phong mang sắc bén chém nát vụn cơn hồng thủy lôi hỏa đang liên tục tấn công đến. Chặn lại được rồi. Tên này thế nào mà làm được vậy? Mỗi ánh mắt chạm lên người Lâm Nhất đều mang vẻ sửng sốt tột độ, thế tấn công khiến người nghe hoảng sợ của Dương Hùng lại bị Lâm Nhất chặn hết lại rồi. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn chẳng hề dính chút thương tích nào, khác xa so với vẻ chật vật trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Để ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu nữa. Gương mặt Dương Hùng lạnh lùng, thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn. Sau vài lần thăm dò, hắn ta đại khái đã hiểu rõ giới hạn của kiếm trận này. Viêm lôi quyết, diệt nhật ma kích. Vẻ mặt Dương Hùng cực kỳ lạnh lùng, chỉ thấy hắn ta điên cuồng thúc đẩy viêm lôi quyết, sức mạnh của hỏa diễm và sấm sét đan xen với nhau giữa không trung, ngưng tụ thành một ma kích màu tím dài gần trăm trượng. Lấy uy thế diệt nhật điên cuồng đâm xuống, phong mang nơi đầu mũi kích sắc bén như thể xé toạc cả bầu không. Phá! Lại là một tiếng hét điên cuồng,
ma kích màu tím kia tựa như kinh hồng lóe lên, tốc độ nhanh đến mức chỉ chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đến đúng lúc lắm, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Lâm Nhất, khóe môi cong lên ý cười, trầm giọng nói, Tử Diên kiếm trận, tuyệt thế vô song. Kiếm bay liên tục trong không trung, kiếm trận rực rỡ chói mắt, khi dừng lại phảng phất tựa như thời gian cũng ngưng lại. Nhưng đúng vào lúc tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, kiếm trận kia bỗng nhiên bắt đầu nghịch chuyển, kiếm ý vô biên trên người Lâm Nhất hóa thành ánh sáng bạc bùng lên. 81 luồng kiếm ảnh lập tức nhiều lên gấp đôi, kiếm quang dày đặc chi chít theo ngón tay của Lâm Nhất như rời non lấp bể lao đến đón đầu. Keng, keng, keng. Kiếm ảnh và ma kích kia ở giữa không trung va đập mạnh vào nhau phát ra âm thanh leng keng như tiếng chuông cổ nghìn năm. Từng luồng uy lực khủng khiếp của dư âm sao động tràn ra, ở bên phía ngoài của cột sáng linh lực lại nổi lên từng trận sóng nghiêng trời, từng đợt nối tiếp nhau liên miên không dứt. Dưới tác động liên hồi, ma kích bỗng nhiên nát vụn, thế đi của rất nhiều kiếm ảnh cũng không ngừng lại, lao thẳng về phía Dương Hùng. Tránh ra! Trên mặt Dương Hùng thoáng vẻ dữ tợn, không lui mà ngược lại tiến tới, song quyền như điện liên tiếp tung quyền. Dựa vào tu vi mạnh mẽ để đánh nát những bóng kiếm bay tới. Trong một lúc mà bên trong linh trụ hỏa diễm đầy những bóng kiếm nát vụn cùng với dư âm của ma kích rơi rụng lả tả. Trong màn mưa vụn lả tả này, Dương Hùng thô bạo đánh nát kiếm ảnh, thanh thế tăng vọt. Ánh mắt như tia điện quét qua, sau khi chạm đến chỗ Lâm Nhất liền bật người bay lên không trung, lao đến chém giết. Rào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng đúng vào lúc hắn ta ở giữa không trung, Lâm Nhất vừa mới cử động, quanh cơ thể hắn liền xuất hiện vô số đạo linh văn. Những đạo linh văn này quấn quýt với nhau tạo thành một bức linh đồ cuồn cuộn đi kèm với tiếng cuồng phong rít gào, ầm ầm thành hình. Hỏa mạn sơn hà đồ 10 phần linh vận dưới sự sao động của cơn cuồng phong, tiến hóa thành một bàn tay khổng lồ vô cùng dữ tợn, xé gió lao đi. Thủ đoạn của thằng nhóc này đúng là nhiều. Nhìn linh đồ đang lao đến, vẻ mặt Dương Hùng bỗng lạnh đi, cơ thể ở giữa không trung, hai cánh tay dang rộng. Nhưng thủ đoạn của ngươi có nhiều hơn nữa thì cũng vẫn chỉ xứng để làm viên đá lót đường cho Dương Hùng ta mà thôi, Tử Quang Ma Viêm Chảo. Dương Hùng dang rộng hai cánh tay, ở giữa không trung phảng phất như hóa thành một con ma điểu thượng cổ, năm ngón tay hóa thành chảo, lập tức hung hăng cào lên hỏa diễm sơn hà đồ. Giác. Trước sự đối kháng mạnh như vậy, bức linh đồ hỏa diễm có uy thế đáng sợ kia bị hai móng vuốt xé thành vô số mảnh vụn. Hỏa diễm vỡ vụn xinh đẹp thê lương, bay đầy trời như pháo hoa, mái tóc dài của Dương Hùng tung bay, uy thế lại tăng mạnh. Dừng tại đây đi. Thân trên Dương Hùng nghiêng về phía trước, với vẻ mặt dữ tợn, hắn ta như một con diều hâu tung cánh bay xuống. Lâm Nhất nheo mắt nhìn Dương Hùng bừng bừng khí thế bay xuống, nghĩ thầm. Suy cho cùng hỏa mạn sơn hà đồ cũng chỉ là linh đồ nhị phẩm, dù có 10 phần linh vận cũng không đủ nhìn. Cuối cùng cũng đã đến lúc tung sát chiêu rồi ư. Nhưng Dương Hùng ngươi muốn dừng tại đây thì thật sự quá ngây thơ. Lâm Nhất khẽ nhướng mày, vẻ sắc bén hiện rõ trên mặt, 10 ngón tay trắng nõn như ngọc nhanh chóng biến ảo, trên người hắn toát ra sát khí mênh mông, dần dần điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt luồng sát khí kia đã trở nên nặng nề như núi. Sát khí dao động cuồng bạo như một vị sát thần tuyệt thế gào thét, giận dữ liếc nhìn chúng sinh. Đó là, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất, khi nhìn thấy luồng sát khí này, họ lập tức biến sắc mặt. Trời ạ, tại sao sát khí này lại kinh khủng như vậy, vừa nhìn đã không thể nhúc nhích. Thật đáng sợ, rốt cuộc hắn đã ngưng tụ sát khí này bằng cách nào? Là thất sát quyền. Những tiếng thán phục liên tục vang lên trên hồ huyền âm, tiền bối Đường Du và Du Mộc trưởng lão trên đài cao ở phía xa cũng vô cùng kinh ngạc. Phật môn thất sát ấn, tiểu tử này còn có thiên phú này ư. Ông lão tóc trắng đứng trước mặt hai người cũng hết sức ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười suy tư. Vào lúc này, tay trái Lâm Nhất kết thành Phật môn thất sát ấn. Khi thủ ấn được ngưng kết, tâm trí hắn tiến vào trạng thái biến ảo khôn lường. Nhưng sát khí trên người hắn lại tăng lên gấp 7 lần rồi điên cuồng phóng ra. Trong linh trụ hỏa diễm, nơi hắn đứng có sát khí sôi trào mãnh liệt. Loại sát khí ấy như có thực thể,
khiến cả vùng trời phủ một màu đỏ thẫm như thể có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Luồng sát khí ấy chiếu xuyên qua cột lửa sáng, không ít người trên hồ Huyền Âm lập tức cảm thấy khó thở, ngay cả 10 đệ tử nòng cốt đứng đầu ở phía xa kia cũng trở nên nghiêm túc. Dù cho họ đối mặt trực tiếp với sát khí này thì có lẽ cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Phật môn thất sát ấn. Suốt 100 năm qua vẫn chưa có ai tu luyện thành công quyền pháp cấm kỵ nổi tiếng nguy hiểm của thư viện thiên phủ này, thế mà hôm nay nó lại xuất hiện trong tay một người ngoài. Điều này đối với các nhân tài thư viện như họ phải nói là khá mỉa mai. Thật đáng sợ, người này đúng là yêu nghiệt, ngay cả thất sát ấn mà cũng có thể ngưng kết được. Công tử Táng Hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhiều người nhận ra thất sát ấn đều thầm thán phục, cảm thấy hơi tự ti. Tiểu tử này đã không làm mình thất vọng. Đôi mắt long lanh như viên ngọc quý của Mạc Linh khẽ chớp, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên tạo thành ý cười quyến rũ. Cách đó không xa, vẻ mặt Mai Tử Viêm rất khó coi. Trước ánh mắt bao người, Dương Hùng thi triển thần uy, bừng bừng khí thế từ trên không trung lao xuống, hắn ta kinh ngạc nhìn sát khí không ngừng tăng vọt quanh người Lâm Nhất. Phật môn thất sát ấn, nhưng ngày hôm nay, thất sát ấn này cũng không cứu được ngươi đâu. Dương Hùng khịt mũi, hơi bất ngờ khi Lâm Nhất thi triển thất sát ấn, nhưng lúc này tên đã lên dây, hắn ta đã không còn đường lui. Dù công pháp cấm kỵ này có mạnh đến đâu thì đối phương cũng chỉ mới có tu vi vừa đột phá cảnh giới âm huyền đại thành, chưa chắc có thể bộc phát uy lực quá mạnh, hắn ta vẫn còn cơ hội. Với tu vi của đối phương chưa chắc có thể khống chế được sát khí cuồng bạo như thế. Vù! Dương Hùng đang lao tới nhanh như chớp lại tăng tốc, lôi viêm trên người hắn ta càng thêm nồng đậm, trong lòng bàn tay trái phải đều có một vòng xoáy lôi quang màu tím. Trong vòng xoáy ngưng tụ tia điện dữ tợn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Cảnh tượng này khiến người ta vô cùng chấn động. Dương Hùng rất quyết đoán, biết rõ đối phương thi triển thất sát ấn và cũng biết mình không còn đường lui. Nếu không thì một khi lui, khí thế giảm mạnh, hắn ta chắc chắn sẽ thua. Lúc này có tu vi cảnh giới âm huyền đại viên mãn kết hợp với viêm lôi quyết tầng 7 đỉnh phong, hắn ta cũng có thể có cơ hội thắng. Nếu như Lâm Nhất không thể khống chế luồng sát khí này thì qua đợt này, cơ hội thắng của hắn ta sẽ cao hơn Lâm Nhất. Lâm đại ca nhất định phải thắng nhé. Ở phía xa hồ Huyền Âm, tiểu nha đầu Bạch Vân đỏ bừng cả mặt, nắm chặt tay, lòng vô cùng hồi hộp, không nhịn được lên tiếng cổ vũ. Nhưng vào thời khắc cực kỳ căng thẳng, Lâm Nhất chậm rãi nhắm mắt lại, tinh thần chìm đắm vào trạng thái biến ảo khôn lường. Sát khí cuồn cuộn vô tận. Nặng nề như núi, nhưng tâm hắn lại như tách rời, trong sáng không nhiễm bụi trần. Đúng như mình đã đoán, sát khí mênh mông như biển thế, làm sao hắn có thể chân chính nắm giữ. Thấy Lâm Nhất nhắm mắt, trong lòng Dương Hùng vô cùng mừng rỡ. Đối phương biểu hiện như vậy, ở trong mắt hắn ta rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng, hắn ta bèn nở nụ cười tự tin. Nhưng khi hắn ta định tới gần, Lâm Nhất đột nhiên mở bừng mắt ra. Vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết thoáng trong đôi mắt đen tuyền, hắn nhìn nụ cười trên mặt Dương Hùng, cười nhẹ, hình như các hạ rất mong ta không thể khống chế được sát khí mênh mông này. Lẽ nào không phải ư? Vẻ khinh thường xẹt qua trong mắt Dương Hùng, hắn ta cười lạnh lùng, ngươi lừa được người ngoài nhưng không lừa được ta, với tu vi của ngươi vẫn chưa thể khống chế thất sát ấn đâu, chịu chết đi. Viêm lôi quyết, song nhật tranh sáng. Dứt lời thì thấy Dương Hùng ngưng tụ hai vòng xoáy lôi hỏa ở hai bên tay, giống như hai quả cầu lao đi. Hai lôi hoàn không ngừng xoay tròn đan xen với nhau, nhất thời giống như hai vầng mặt trời chói mắt tranh nhau tỏa sáng, chiếu sáng không gian linh trụ hỏa diễm sáng như ban ngày, ánh sáng trắng chói lòa. Uy lực lôi hỏa đáng sợ lập tức tràn ngập mỗi một ngóc ngách của không gian, uy lực như vậy khiến người ta nhìn mà khiếp đảm. Mạnh quá! Trình độ viêm lôi quyết của Dương Hùng quả thật không thể xem thường, có lẽ hắn ta đã có thực lực của 10 đệ tử nòng cốt hàng đầu từ lâu rồi. Khủng khiếp, với tu vi hiện tại của hắn ta mà sử dụng chiêu này, Lâm Nhất gắng gượng nắm giữ thất sát ấn e là không thắng nổi. Không ai ngờ Dương Hùng trông như đã bị dồn đến đường cùng có thể bùng nổ sát chiêu khủng khiếp như vậy. Trình độ viêm lôi quyết của hắn ta hoàn toàn khiến người ta nhìn với con mắt khác. Rõ ràng đã có thực lực của 10 đệ tử nòng cốt đứng đầu từ lâu. Bên ngoài hồ Huyền Âm,
Mai Tử Viêm vốn đã hết hy vọng, lúc này cũng sáng mắt lên. Nhưng trong linh trụ hỏa diễm, Lâm Nhất lại tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên cười, gương mặt anh Tuấn không hề có vẻ hoảng loạn. Kết ấn trên tay trái hắn đột nhiên thay đổi, sát ý dồi dào, mênh mông như biển bao phủ quanh người bỗng dâng lên, giống như hung thú viễn cổ thức tỉnh, điên cuồng rít gào. Sát ý giống như thực thể đó tựa ngọn lửa màu đỏ tươi, cuốn qua mảnh đất này. Tay phải vốn đã tích lũy sức mạnh từ trước, năm ngón tay thon dài bỗng siết chặt. Lòng bàn tay hắn như vực sâu không đáy, nuốt chửng toàn bộ sát ý khủng khiếp đó, không sót lại chút gì. Trong mắt màu đen của thiếu niên cũng trở nên lạnh lẽo sắc bén vào giờ phút này. Tựa như hoa sen không chạm nước, hệt như trời trăng biến đổi không ngừng trên bầu trời. Phật môn thất sát ấn. Đứng trước hai lôi hoàn như hai vầng mặt trời xoáy tới, Lâm Nhất đánh ra một quyền, quyền mang ầm ầm nổ vang. Trong chớp mắt, những người trên mặt hồ đều cảm nhận được tim mình đánh bộp. Ầm ầm. Giây lát sau, hồ huyền âm rộng lớn lập tức rung chuyển vô cùng kịch liệt, khí tức đáng sợ lan tràn. Nhìn kỹ lại thì thấy trong linh trụ hỏa diễm, hai lôi hoàn như hai vầng mặt trời trông thanh thế vô cùng đáng sợ lại nứt ra dưới một quyền này, sau đó thiếu niên áo xanh bay vọt lên trời. Quỳnh! Quyền mang ngưng tụ thất sát ấn với uy lực cực lớn đánh vào ngực Dương Hùng với tốc độ tia chớp. Phụt! Thân người Dương Hùng lập tức đâm vào linh trụ hỏa diễm cứ như một viên đạn pháo, miệng phun ra máu, sắc mặt trắng bệch. Đợi đến khi rơi xuống đất, hắn ta nhìn Lâm Nhất với vẻ kinh hoàng. Lại nôn ra một ngụm máu. Chuyện này, sao có thể, sao ngươi có thể làm được? Sát ý nhân lên gấp 7, ở trong tay Lâm Nhất, uy lực của công pháp cấm kỵ không những được thi triển mà còn phát huy gần như hoàn hảo. Trên hồ huyền âm, giữa âm lan ra, sóng lớn cuồn cuộn không ngừng va đập, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Đám đông nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ chấn động, hoàn toàn không nói được thành lời. Bọn họ đã từng nghĩ Lâm Nhất có thể sẽ thắng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ thắng một cách dễ dàng, dứt khoát thuận lợi như vậy. Phật môn thất sát ấn là quyền pháp cấm kỵ trong truyền thuyết, qua tay Lâm Nhất đã giúp mọi người hiểu nguyên nhân vì sao nó được gọi là cấm kỵ. Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng, ta không những có thể khống chế Phật môn thất sát ấn, mà còn có thể điều khiển nó theo ý ta. Lâm Nhất nở nụ cười nhìn về phía Dương Hùng, khẽ giọng nói. Dứt lời, hắn bước ra một bước, gió mây lập tức nổi dậy. Trên người thiếu niên có ánh sáng màu bạc tỏa ra, theo đó là tiếng kiếm ngân vô cùng sắc bén, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Dương Hùng. Hắn không hề do dự, nhấc tay vung ra một quyền tựa kiếm. Nhân lúc người bệnh mà lấy mạng ngươi, Lâm Nhất không muốn cho kẻ này cơ hội để chờ mình. Chết tiệt! Dương Hùng thầm mắng trong lòng, nhưng lại không thể không đón đỡ. Bóng dáng hai người lập tức không ngừng giao đấu với nhau trên không trung, chỉ chớp mắt đã đánh với nhau mười mấy chiêu. Mỗi một chiêu đều lấy cứng trọi cứng, điên cuồng đối trọi, vang lên tiếng nổ như sấm đánh. Mọi người đã từng chứng kiến cảnh tương tự, đó là khi hai người vừa mới giao đấu, cũng đụng độ như vậy. Chỉ là bây giờ vai trò đã thay đổi, từ đầu đến cuối đều là Lâm Nhất chiếm ưu thế. Phụt. Sau mười mấy chiêu, một bóng người lao ra ngoài, Dương Hùng bị đánh đến hộc máu bay ra xa. Lâm Nhất chậm rãi từ trên trời đáp xuống, áo xanh trên người tung bay. Lúc ngước mắt lên, ánh mắt như tia chớp xẹt qua, dừng trên người Dương Hùng đang đứng dậy, dọa hắn ta sợ giật mình, liên tục lùi lại. Bộ dạng nhếch nhác này lại khiến người ngoài nhìn vào vô cùng thổn thức. Nghĩ lại trước kia, Dương Hùng khí phách tài hoa cỡ nào? Xem thường mọi thứ cỡ nào, hoàn toàn không để Lâm Nhất vào mắt. Hắn ta còn nói công tử táng hoa gì đó chỉ là trò cười mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại bộ dạng hắn ta, rốt cuộc ai mới là trò cười chân chính. Nhìn là biết ngay, không cần phải nói ra. Lộ Triển, Tề Văn Hùng, hai người các ngươi định xem kịch đến lúc nào. Dương Hùng cực kỳ chật vật, liếc mắt nhìn Lộ Triển và Tề Văn Hùng, lạnh lùng quát. Ha ha, khó có khi nhìn thấy Dương sư huynh thảm bại như vậy, đương nhiên phải thưởng thức một phen mới được. Nếu Dương sư huynh đã lên tiếng, vậy thì hai chúng ta cũng cố gắng ra tay thôi.
Lộ Triển và Tề Văn Hùng nấp trong góc âm thầm quan sát từ đầu tới cuối, cùng lộ ra nụ cười, đồng thời hiện thân. Hai người này đột nhiên xuất hiện khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Trước đó, Lâm Nhất chiến đấu với Dương Hùng quá kịch liệt, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai người này, không ngờ lúc quan trọng sắp phân định thắng thua, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện. Hai vị xuất hiện thật là đúng lúc. Lâm Nhất lên tiếng chế giễu. Bớt nhiều lời, nhân lúc bọn ta còn chưa thật sự tức giận thì mau cút đi, tránh tự chuốc lấy nhục nhã. Hai người này lại không để tâm, nhìn về phía Lâm Nhất cười nhạt. Ở trong mắt hắn ta, Lâm Nhất đã tốn rất nhiều sức trong trận chiến này, đánh nhau với Dương Hùng quyết liệt như thế thì chắc cũng bị nội thương không nhẹ, hai người chờ địch mệt rồi tấn công chắc chắn sẽ thắng. Ta cũng muốn biết các ngươi sẽ làm thế nào để ta tự rước lấy nhục. Lâm Nhất nheo mắt, cười như không cười nhìn hai người họ không chút sợ sệt. Lộ Triển và Tề Văn Hùng nhìn nhau rồi bật cười, thản nhiên đáp, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng hai người chúng ta vẫn như trước, ngay cả một chưởng của Dương Hùng cũng không đỡ nổi. Ta không biết có đỡ được hay không, nhưng ta chắc chắn các ngươi không thể đỡ được một kiếm của ta. Lâm Nhất cười nhạt, phất tay lên, tay trái nắm chặt lấy kiếm táng hoa bắn ra từ trong hộp đựng kiếm. Nghe vậy, hai người đều tỏ ra khinh thường, nhưng khi họ định lên tiếng thì chợt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua, không biết từ lúc nào năm ngón tay phải của Lâm Nhất đã cầm lấy chuôi thanh kiếm kia. Trong tích tắc, khí chất của thiếu niên đột ngột thay đổi. Khi thiếu niên đặt tay phải lên chuôi kiếm, khí chất đột ngột thay đổi, trở nên vô cùng sắc bén. Phong thái kiêu ngạo và tự do ấy hoàn toàn khác biệt với khi Lâm Nhất không cầm kiếm. Như thể thoát thai đổi cốt, mang tới cho người khác một áp lực đáng sợ. Lộ Triển và Tề Văn Hùng khẽ biến sắc, vẻ khinh thường trước đó lập tức biến mất, ánh mắt trở nên nghiêm túc chưa từng có. Tiểu tử này vẫn còn sức đánh một trận nữa ư? Trận chiến giữa hắn và Dương Hùng vừa rồi quá kinh khủng. Có lẽ người ngoài không rõ, nhưng họ đứng trong linh trụ hỏa diễm bí mật quan sát lại nhìn thấy rõ ràng. Trận ác chiến ấy gay cấn đến mức khiến người ta sợ run rẩy. Lâm Nhất không hề nhẹ nhõm như bề ngoài, hắn không chỉ tiêu hao rất nhiều chân nguyên mà còn bị nội thương rất nặng, chỉ là tạm thời kìm nén. Họ vốn tưởng rằng hai người hợp sức lại, đối đầu với Lâm Nhất trong trạng thái này chắc chắn sẽ thắng. Nhưng không ngờ đối phương vẫn còn một thanh kiếm. Một thanh kiếm chưa từng rút ra, nó còn chưa ra khỏi vỏ đã có thể khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn chứa trong đó. Tiểu tử nhà ngươi mãi không chịu rút kiếm là vì giữ lại chiêu này cho riêng hai người chúng ta à? Lộ Triển nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Ta khuyên hai người các ngươi tốt nhất là nên nghĩ thông suốt rồi quyết định, một khi ra tay sẽ đối địch với ta. Trở thành kẻ thù của Lâm Nhất ta. Lâm Nhất lạnh lùng nhắc nhở. Thú vị, không ngờ tiểu tử này vẫn còn sức đánh thêm một trận. Ở phía xa, Dương Hùng đang ngồi khoanh chân ngậm một viên đan dược, ánh mắt chợt lóe, nhếch môi nở nụ cười máu lạnh. Nếu như thế thì mình vẫn còn có cơ hội. Đánh đi, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, người chiến thắng sau cùng của cuộc chiến Hoa Huyền Âm này vẫn là mình. Đan dược vừa vào miệng, vết thương và chân nguyên của Dương Hùng điên cuồng khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nhưng hắn ta che giấu rất kỹ, không định để lộ ra ngoài, thậm chí còn không lau vết máu đọng trên khóe miệng. Trong linh trụ hỏa diễm, Lộ Triển và Tề Văn Hùng đang giằng co với Lâm Nhất với vẻ mặt cực kỳ âm u. Lâm Nhất thật khinh người quá đáng, đã đến lúc này mà vẫn không chịu thỏa hiệp. Nếu hắn chịu nhường một bước, từ bỏ Hoa Huyền Âm chín cánh thì hai người họ đã không phải làm đến cùng như thế này. Ngay trước mắt mọi người, nếu họ bị Lâm Nhất dọa chạy sẽ trở thành trò cười lớn cho thiên hạ. Hai nhân tài cảnh giới âm huyền viên mãn hợp sức đối phó với một chấp sự khách khanh đang bị thương, thế nhưng lại bị đối phương uy hiếp ngược lại, còn chuyện gì buồn cười hơn nữa không? Có lẽ sẽ còn xấu hổ ê chề hơn cả Dương Hùng. Đối địch với ngươi thì là kẻ thù của ngươi. Ngươi là cái thá gì mà dám uy hiếp chúng ta? Lộ Triển dẫn đầu phát động tấn công, trong lúc di chuyển, chân nguyên và hỏa diễm toàn thân ngưng tụ bắn ra một thanh trường thương huyết sắc dài đến mấy chục trượng, nó chợt lóe lên rồi biến mất, bay thẳng về phía Lâm Nhất. Mũi thương vô cùng sắc bén,
những nơi nó đi qua đều phát ra tiếng xé gió chói tai, tóe cả tia lửa. Đừng hối hận. Vẻ tức giận thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn rất ít khi tức giận, nhưng lúc này lại thật sự nổi giận. Dù là Tề Văn Hùng hay Lộ Triển đều không thua kém gì Dương Hùng, cả hai đều chọn liên minh đối phó hắn trong linh trụ hỏa diễm này. Vậy thì cũng thôi, nhưng họ lại đợi hắn và Dương Hùng đánh nhau một trận mới ra tay. Nếu họ đã vô sỉ như thế thì trong trận chiến ngày hôm nay đừng trách kiếm của hắn vô tình. Chỉ trong nháy mắt, kiếm ý tiên thiên gần đã tới đại thành bùng nổ, toàn thân hắn tràn ngập khí thế sắc bén. Người thiếu niên lạnh lùng giờ đây trông như một thanh bảo kiếm tuyệt thế chui ra khỏi vỏ, tàn nhẫn vô tình. Sau khi đến thư viện thiên phủ, hắn dường như đã khiêm tốn hơn nhiều, khiến rất nhiều người cho rằng Lâm Nhất hắn thật sự dễ bắt nạt. Ngay cả loại người có thể quỳ xuống xin tha như Cổ Phong cũng dám nhảy tới nhảy lui trước mặt hắn. Hắn chỉ mới làm quen với Liễu Vân Yên đã bị Dương Hùng sỉ nhục, bức bách nhiều lần. Đến lúc này Lộ Triển và Tề Văn Hùng cũng muốn đẩy hắn xuống nước, ngạo mạn thốt ra một chữ cút. Nực cười, thật nực cười. Họ cho rằng Lâm Nhất không có giới hạn thật sao? Kiếm. Năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác huyết mạch tương liên lập tức truyền lại. Kiếm Táng Hoa dường như cảm nhận được sự tức giận của hắn, không ngừng rung trong vỏ kiếm, không thể nhẫn nhịn. Một tia sáng xẹt qua trong mắt Lâm Nhất, khi chân nguyên đổ vào, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm sắc bén như dòng nước mùa thu, chớp mắt đã chém trúng thanh trường thương huyết sắc kia. Rắc. Trong tiếng thương đồng đứt gãy, nhát kiếm này phát ra uy lực cực mạnh, chém cho thanh trường thương lao tới nhanh như chớp kia thành vô số mảnh vụn. Ầm. Vẫn chưa hết, kiếm thế còn lại hóa thành cuồng phong thổi đi. Lộ Triển biến sắc, vội vàng tung một chưởng, đánh nát luồng kiếm thế này, chân lùi về sau vài bước. Tề Văn Hùng, đừng ngây ra đó nữa. Sau khi tiếp đất, Lộ Triển lập tức nhắc nhở, đồng thời giơ tay nắm chặt lấy chuôi trường thương sắc bén và nặng nề. Mũi thương tỏa huyết quang như ngọn lửa lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi. Huyền không quyền, trống rỗng như không. Tề Văn Hùng khịt mũi, đột nhiên bay lên, khí thế toàn thân tăng vọt, tung ra một quyền. Quyền mang cuồng bạo nhanh chóng lao đi, nhưng khi muốn tìm lại không thể tìm ra tia quyền mang kia. Nó dường như có ở khắp nơi, lại như không có hình bóng, chỉ có quyền uy bá đạo kia chân thực đến mức khiến người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Tề Văn Hùng đứng giữa không trung liên tục tung quyền, thoạt nhìn như quyền mang vô tận hóa thành biển mây, từ bốn phía tập hợp đánh tới. Tinh túy của cú đấm trống rỗng như không này được hắn ta thi triển một cách hoàn hảo. Ầm. Lộ Triển cầm trường thương trong tay, vừa đáp xuống đất liền xông qua. Cây trường thương trong tay hắn ta vạch ra một tia sáng máu trên không trung, ẩn chứa khí tức mạnh mẽ cùng Tề Văn Hùng đánh về phía Lâm Nhất. Hai người ra chiêu không chút nương tay, tình thế vô cùng nguy hiểm. Tất cả mọi người trên hồ Huyền Âm nhìn thấy cảnh này đều hít vào một hơi. Lâm Nhất mặc bộ áo xanh, tóc dài tung bay, nắm chặt kiếm trong tay. Trong tình huống nguy hiểm này, hắn vô cùng tập trung, trong đầu chỉ có thanh kiếm trong tay này. Lòng hướng về kiếm, không sợ sinh tử. Kiếm ý tiên thiên sắp đạt tới đại thành được Lâm Nhất thôi động đến mức cao nhất, kiếm quang màu bạc bao phủ toàn thân. Khi thân kiếm vung lên, nó tỏa ra ánh sáng bạc như ánh trăng chiếu rọi, hóa thành kiếm thế sắc bén đỡ lấy sát chiêu của hai người, thỏa thích chút cơn giận. Keng, 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 keng. Trong cảnh tia lửa bắn tung tóe, tiếng binh khí va chạm liên tục vang lên. Trận chiến kịch liệt này tựa như sóng biển ngập trời kèm theo mưa to gió lớn, không giây phút nào yên bình. Trên không trung, chân nguyên sao động, kiếm khí tung hoành ngang dọc, máu văng tung tóe. Vù! Bỗng nhiên, một tia sáng lạnh như rắn độc bay ra từ trong tia quyền mang kia, cắn về phía tim Lâm Nhất. Lâm Nhất nhanh chóng phản ứng, lấy chiến giáp long tượng cổ xưa ra khoác lên người mình. Rắc! Một thương này quá mạnh, quá nhanh, quá độc, mũi thương đâm thủng cả chiến giáp, máu bắn ra, chỉ còn một tấc nữa là sẽ chạm đến tim. Nhưng cuối cùng một thương này vẫn không chân chính đâm xuyên tim, Lộ Triển kinh ngạc, vội vàng lùi lại. Không biết sống chết. Lâm Nhất cắn răng khịt mũi, cổ tay đột nhiên rung lên, một vầng trăng bạc chậm rãi dâng lên sau lưng hắn.
ánh sáng hạo nguyệt. Không chờ Lộ Triển tiếp đất, kiếm quang màu bạc ngưng tụ từ ánh trăng điên cuồng đuổi theo. Chết tiệt! Lộ Triển lập tức biến sắc mặt, không ngờ kiếm quang của Lâm Nhất lại nhanh như vậy. Hắn ta không có thời gian suy nghĩ, múa may cây trường thương trong tay, huyết quang phát ra. Bùm! Kiếm quang như trăng đánh vỡ thương mang của hắn ta gần như chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, chùm sáng bạc ẩn chứa kiếm thế kia cuồn cuộn lao tới nuốt chửng thương mang của hắn ta. Phụt! Lộ Triển hộc ra một búng máu, tay cầm trường thương bị rách ra, máu chảy dọc theo mũi thương nhỏ xuống, toàn thân hắn ta chẳng chịt vết thương, vô cùng thảm hại. Thấy Lộ Triển bị thương, Tề Văn Hùng khẽ biến sắc, với sức một người e rằng khó có thể cản được Lâm Nhất, hắn ta lập tức nảy sinh ý định rút lui. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Vẻ lạnh lùng lóe qua trong mắt Lâm Nhất, hắn không cho hai người họ thời gian thở dốc, trở tay vung kiếm táng hoa lên. Kiếm quang sắc bén tỏa ra như gió lạnh thổi, lại như đóa hoa mai nở rộ trong bầu trời tuyết mùa đông. Sương hàn vạn lý. Một nhát kiếm nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa khí lạnh thấu xương, chém đi như một cơn gió lớn. Những nơi kiếm quang đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Lộ Triển và Tề Văn Hùng thôi động chân nguyên toàn thân, cố gắng ngăn cản khí lạnh buốt sắp thổi tới này, nhưng vì kiếm thế quá mạnh, kiếm ý quá hung tàn, họ chỉ chống đỡ được một lúc rồi hộc máu, văng ra xa. Lòng hướng về kiếm, thẳng tiến không lùi. Kiếm thế toàn thân Lâm Nhất như lửa, hắn lập tức cầm kiếm táng hoa trong tay, chạy như điên trên mặt hồ. Ầm ầm. Trong lúc chạy, kiếm thế mênh mông khiến cho mặt hồ nổi lên từng đợt sóng lớn. Hai người ngã xuống đất, bị luồng kiếm thế này chèn ép đến mức vẻ mặt cực kỳ khó coi, chỉ có thể cố gắng ngăn cản. Một kiếm xuyên chín tầng mây, một kiếm quét ngang bốn phương, một kiếm chém dọc tám hướng, một kiếm chặt đứt mây trôi. Mây răng chín tầng, bốn phương tám hướng. Lâm Nhất không hề nương tay, trong lúc chạy toát lên bá khí vô song, thi triển thức đầu tiên của bá kiếm. Bùm! Kiếm quang chói mắt như gió thu quét lá vàng, đánh Lộ Triển và Tề Văn Hùng văng ra xa. Khi họ lại ngước mắt lên nhìn về phía Lâm Nhất, trong đôi mắt ấy tràn đầy sợ hãi. Thiếu niên này, người thiếu niên cầm kiếm này thật sự mạnh đến mức khó tin. Ha ha, các ngươi không tự tin thế cơ à? Vào lúc này, một giọng nói chói tai vang lên, Dương Hùng đã bình phục lại đứng dậy, cười lạnh lùng, ta biết hai người các ngươi vẫn còn át chủ bài chưa thi triển. Đừng ôm lòng may mắn nữa. Nếu hôm nay không thể dập tắt ánh hào quang của hắn, bắt hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì sau này chúng ta sẽ không sống yên ổn trong thư viện thiên phủ đâu. Dập tắt ánh hào quang của ta. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, nhếch môi cười khẩy, không cho hai người thời gian suy xét, lạnh giọng quát, bắt ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vậy hãy đỡ một kiếm của Lâm Nhất ta trước rồi nói sau. Bá khí trên người hắn vẫn chưa biến mất triệt để lại tăng vọt. Bầu trời mây đen dày đặc, kiếm ý hóa thành những tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng trong tầng mây mênh mang. Những đám mây điện mù mịt không ngừng vặn vẹo dưới kiếm ý này. Đây là... Khí thế khủng khiếp này lập tức khiến ba người biến sắc, cả ba đều cảm nhận được sự kiêng dè từ tận đáy lòng. Không đợi họ phản ứng, những đám mây điện đầy trời này hóa thành một long ảnh to lớn. Chui vào trong cơ thể Lâm Nhất nhanh như chớp. Trong đôi mắt thiếu niên như có ánh sao lấp lánh, khí chất kiêu ngạo trên người hắn dường như khiến vạn vật đều phải thần phục. Đi! Ba người không dám ở lại nữa, vội vàng thoái lui. Đi được à? Lâm Nhất lạnh lùng rút kiếm ra khỏi vỏ. Ầm! Kiếm vừa ra nửa tấc, một tia điện tím chiếu sáng cả vùng trời này. Linh trụ hỏa diễm chọc trời đứng sừng sững giữa đất trời lập tức xuất hiện một vết nứt đáng sợ. Trong núi đồi bạt ngàn, vô số tiếng thốt kinh hãi đồng loạt vang lên. Chỉ thấy thanh kiếm táng hoa đã ra khỏi vỏ kia hóa thành tia điện, ngưng tụ thành một con hung thú hình rồng vô cùng dữ tợn, ngay tức khắc bay đi. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Răng rắc. Gần như chỉ trong nháy mắt, linh trụ hỏa diễm đã nổ tung. Hóa thành pháo hoa nở rộ khắp bầu trời. Dưới pháo hoa có ba bóng người đang không ngừng la hét thảm thiết, trên người họ đều có vài vết thương dữ tợn, sâu đến tận xương. Lục phủ ngũ tạng đều bị nứt ra,
quần áo rách dưới, máu chảy đầm địa, trông cực kỳ nhếch nhác. Một nhát kiếm còn không đỡ nổi mà muốn dập tắt ánh hào quang của ta, không biết sống chết. Ngay khi ba người hoảng loạn, một giọng nói như tiếng sấm vang lên trên bầu trời, Lâm Nhất bay lên không trung, đuổi theo như sát thần. Sát khí kia khiến cả hồ nước mênh mông sôi trào, bọt nước bắn tung tóe. Mấy người sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch, gần như theo bản năng quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất. Dương Hùng, Lộ Triển, Tề Văn Hùng, ba đệ tử nòng cốt vinh váo tự đắc, có khả năng trở thành người chiến thắng lớn nhất của cuộc chiến Hoa Huyền Âm. Giờ phút này họ lại đồng loạt quỳ trước mặt Lâm Nhất, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Khí lạnh vô tận bao trùm trên mặt hồ, trong đôi mắt lạnh băng của Lâm Nhất ẩn chứa sát khí và lửa giận, dù đứng cách thật xa cũng có thể khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Sát khí kinh khủng làm cho mặt hồ gợn sóng này cũng ngưng động lại. Thật khó để tưởng tượng ra ba người Dương Hùng đứng gần đó đang phải đối mặt với áp lực nặng nề cỡ nào. Vẻ mặt của ba người vô cùng khó coi và nhục nhã, ai cũng không muốn uất ức quỳ gối trước Lâm Nhất ngay trước mặt mọi người. Nhưng nỗi sợ trong lòng ba người quá lớn, họ đều có dự cảm mãnh liệt rằng Lâm Nhất đang thật sự nổi giận, thiếu niên này thật sự muốn giết họ. Luồng sát khí sâu tận xương tủy này ngấm vào linh hồn, khiến cơ thể bất giác rơi vào sợ hãi, không cách nào kìm nén. Tóm, tóm! Lâm Nhất chậm rãi bước trên mặt hồ đến gần, vẻ mặt không chút thay đổi, sát khí trên người chẳng những không giảm mà còn nồng đậm hơn. Khi hắn dần dần tới gần, vẻ mặt ba người càng khó coi hơn, tiểu tử này còn định đuổi tận giết tuyệt ư. Lâm Nhất, chúng ta đã cúi đầu chịu thua rồi, người có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Dương Hùng cắn răng nhìn Lâm Nhất đang từ từ đến gần, trầm giọng chỉ trích. Đuổi tận giết tuyệt, thật thú vị, bây giờ biết xin tha rồi à, lúc trước người đã làm gì vậy? Một tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt Lâm Nhất. Hắn lạnh giọng, là ai đã cảnh cáo ta không được lại gần Liễu Vân Yên khi ta mới đến Thư viện Thiên Phủ? Là ai đã tuyên bố sẽ làm cho ta mất hết mặt mũi ở Hồ Huyền Âm này? Là ai muốn dập tắt ánh hào quang của ta, dẫm ta dưới chân hả? Một tràng chất vấn khiến Dương Hùng không nói nên lời, mặt mũi đỏ bừng. Nếu bàn về lý lẽ thì hắn ta không nói được câu nào, lúc này còn bảo Lâm Nhất đừng quá đáng thì quả thật hơi buồn cười. Chát. Không đợi hắn ta kịp phản ứng, một tia sáng lạnh lướt tới. Kiếm Táng Hoa đánh vào mặt hắn ta, một tiếng chát giòn giã như sét đánh vang lên, mọi người kinh ngạc muốn rơi cằm. Này! Lâm Nhất lại dám dùng kiếm tát Dương Hùng một bạt tai ngay trước mặt mọi người. Hắn ta là một đệ tử nòng cốt có thể so sánh với 10 người đứng đầu Thư viện Thiên Phủ đấy. Cái bạt tai này nhìn như tát vào mặt Dương Hùng. Nhưng thực chất là đang cảnh cáo tất cả mọi người. Lâm Nhất hắn không phải không biết giận. Một khi vượt quá giới hạn, hậu quả khi đắc tội hắn sẽ không thể giải quyết ngay cả khi quỳ xuống xin tha. Dương Hùng bị tát bay ra xa, sau khi rơi xuống hồ, hắn ta bắn lên mấy lần mới giãy giụa cố gắng ổn định cơ thể. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt hắn ta tràn đầy không cam lòng, hắn ta cực kỳ uất ức, siết chặt năm ngón tay. Nhưng khi va vào ánh mắt của Lâm Nhất, hắn ta lập tức như bị điện giật, vội vàng rời mắt, hoàn toàn không dám đối mặt. Cảnh tượng này khiến người ta phải cảm thán, lúc mới đến Dương Hùng tỏ ra rất tự tin, ai cũng cho rằng hắn ta sẽ là người chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến Hoa Huyền Âm này. Chỉ cần Lâm Nhất dám xuất hiện, hắn nhất định sẽ tự rước lấy nhục, có kết cục thảm hại. Nhưng mọi người đều không ngờ kết quả thật sự lại tàn khốc như thế này. Hắn ta không chỉ không thể làm công tử Táng Hoa trở thành trò cười, ngược lại còn để mình trở thành trò cười lớn nhất, bị tát văng ra xa mà không dám phản kháng. Lâm Nhất, chúng ta, thật ngu muội, không nên đối địch với Lâm công tử. Nhìn Dương Hùng bị tát bay, Lộ Triển và Tề Văn Hùng đều sợ chết khiếp, nói với giọng run rẩy. Cút đi. Bộ dạng này khiến cho Lâm Nhất lười để ý, thật sự không muốn làm bẩn tay mình. Hai người như chút được gánh nặng, vội vàng nói cảm ơn rồi đứng dậy nhanh chóng bỏ đi. Trong nháy mắt, ở trung tâm Hồ Huyền Âm chỉ còn lại một mình Lâm Nhất. Không còn gì để nghi ngờ nữa, hắn chính là người chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến Hoa Huyền Âm lần này.
Ầm. Khi mọi người còn đang đắm chìm trong cảnh tượng Lâm Nhất tát bay Dương Hùng, trung tâm hồ đột nhiên phát ra 9 tia sáng. Mỗi tia sáng đều vô cùng chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt. Trong lúc 9 tia sáng này chiếu lên, bão táp kéo đến, đất trời đổi sắc. Rầm rầm. Không lâu sau, một cơn linh vũ rực rỡ sắc màu bất chợt rơi xuống trung tâm hồ. Ngâm mình trong cơn linh vũ chín sắc này, Lâm Nhất cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, chân nguyên bị tiêu hao sau nhiều trận chiến liên tiếp hồi phục với một tốc độ điên cuồng. Tử Diên kiếm quyết bỗng dưng vận chuyển, cùng với sự hấp thu linh vũ, tu vi dần dần tăng lên. Linh vũ chín sắc. Hoa huyền âm chín cánh sắp xuất hiện. Tác dụng của cơn linh vũ này có lẽ không thua kém gì đan dược tam phẩm. Tất cả đều bị một mình Lâm Nhất độc hưởng, không biết có thể thu được bao nhiêu lợi ích. Mới bắt đầu thôi, đợi lát nữa hắn lấy hoa huyền âm chín cánh mới được nhận một viên linh đan tứ phẩm do chính tay viện trưởng luyện chế. Không ngờ kỳ ngộ của thư viện Thiên Phủ lại rơi vào tay một người ngoài. Vô số ánh mắt hâm mộ đổ dồn vào Lâm Nhất, chỉ là trong sự hâm mộ này còn có đôi chút ghen tị. Còn Mai Tử Viêm sớm đã sầm mặt. Cảnh tượng này không phải những gì hắn ta muốn thấy. Ầm ầm. Hồ huyền âm dung chuyển kịch liệt, linh vũ cũng trở nên cuồng bạo hơn. Dưới trận linh vũ này, bầu không khí đột nhiên cô đọng, một đóa hoa huyền âm từ giữa hồ bay ra. Cơn mưa tầm tã đột ngột dừng lại như thể sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng cong cong xuất hiện trên bầu trời ở phía xa. Dưới cầu vồng, đóa hoa huyền âm chín cánh bay lơ lửng lên không trung. Nó vô cùng rực rỡ, tất cả mọi màu sắc trên thế gian dường như đều tập hợp trên đóa hoa này. Vạn vật trên thế giới cũng mất màu khi đứng trước nó. Với màu sắc rực rỡ và những cánh hoa óng ánh, đóa hoa huyền âm này như được bao phủ bởi một lớp sương tiên, thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay cả các trưởng lão trên đỉnh núi cũng kinh ngạc, sững sờ nhìn nó. Hoa huyền âm chín cánh được gọi là hoa vương, mấy chục năm khó gặp. Nó có vô vàn diệu dụng đối với đệ tử cảnh giới âm huyền, có thể thay thế 10 năm khổ luyện. Trên hồ huyền âm có rất nhiều đệ tử dục dịch muốn động, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng mông lung của thiếu niên áo xanh đứng giữa hồ. Sau một lúc đấu tranh, cuối cùng họ vẫn không ra tay. Nghĩ đến kết cục của đám người Dương Hùng, không ai dám khiêu khích Lâm Nhất vào lúc này. Nhìn thanh trường kiếm kia tát vào mặt Dương Hùng thôi đã thấy đau, chẳng ai muốn thử bị tát xem rốt cuộc đau đến mức nào cả. Dù có ghen tị cỡ nào, không cam lòng nhường nào. Bây giờ họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người thiếu niên tự xưng là công tử táng hoa đến từ đế quốc Đại Tần này lấy đi đóa hoa huyền âm chín cánh. Lâm Nhất nhìn đóa hoa huyền âm lơ lửng giữa không trung với ánh mắt mừng rỡ. Hắn có thể cảm nhận được rõ sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong đóa hoa đó. Nếu có thể luyện hóa đóa hoa này, việc đạt tới cảnh giới âm huyền viên mãn đỉnh phong trong thời gian ngắn cũng không phải không có khả năng. Đóa hoa vương này mấy chục năm khó gặp. Bản thân nó đã là một kỳ ngộ. Một lúc lâu sau khi bình tĩnh lại, Lâm Nhất mới bước về phía trước. Trong tích tắc, khi chỉ còn cách đóa hoa huyền âm này ba bước, Lâm Nhất mỉm cười, đưa tay ra định hái. Rư. Vào lúc này, một tiếng gầm đột nhiên phát ra từ bên dưới hồ, trong tiếng gầm gừ ẩn chứa làn sóng linh lực cuồng bạo. Làn sóng đó trào ra, mặt hồ lập tức quay cuồng mãnh liệt. Sau đó bị làn sóng này xé rách ra. Nét mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc, có lẽ chỉ có yêu thú cảnh giới Dương Huyền mới có được thanh thế như vậy. Những người khác trên hồ huyền âm ngẩn ra, ngay sau đó lập tức mừng rỡ. Là yêu thú cảnh giới Dương Huyền. Nếu như Lâm Nhất chết trong tay con yêu thú cảnh giới Dương Huyền này, cuộc chiến hoa huyền âm sẽ có biến số. Nói không chừng những người khác cũng sẽ có cơ hội. Khi Lâm Nhất đang nghi hoặc, một con mãng xà đỏ rực khổng lồ dài đến trăm trượng ngoi lên khỏi mặt nước. Trên thân con mãng xà này phủ đầy hoa văn, những chiếc răng nanh bén nhọn mọc dưới cái miệng dữ tợn của nó. Nước bọt màu tím không ngừng nhỏ xuống ăn mòn mặt hồ, làm bốc lên những làn khói độc màu đen. Mãng xà huyết hiên, nó vừa sinh ra đã có thực lực cảnh giới huyền võ, nếu trưởng thành thực lực sẽ tăng lên đến cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Một số dị loại còn có thể đạt tới cảnh giới âm dương đáng sợ. Nhưng con mãng xà huyết hiên trước mặt này vẫn còn nhỏ,
chỉ mới dài hơn 100 trượng. Nhưng dù còn nhỏ, thực lực của nó rõ ràng chỉ mới bước vào cảnh giới dương huyền, uy áp yêu sát trên người nó đã tương đối đáng sợ. Mãng xà huyết hiên, tại sao con quái vật này lại xuất hiện? Trên đỉnh Linh Mộc Phong, Du Mộc trưởng lão ở bên cạnh tiền bối Đường Du khẽ biến sắc. Nhưng khi ông ta định ra tay lại bị ông lão áo trắng ngăn lại, ông lão cười nhẹ bảo, ta đã nói trước đó rồi mà, hai người các ngươi đều không được ra tay. Du trưởng lão nôn nóng, viện trưởng, Lâm Nhất đã không còn đối thủ, đối đầu với con mãng xà huyết hiên này là do tai bay vạ gió. Dù hắn may mắn thoát chết thì đóa hoa huyền âm chín cánh này cũng sẽ thuộc về tay người khác. Tiền bối Đường Du do dự lên tiếng, đợi thêm một lát nữa xem. Khe khe. Mãng xà huyết hiên ngoi lên khỏi mặt hồ huyền âm, đôi mắt hung dữ nhìn lướt qua xung quanh, không một bóng người. Nó quay đầu đi, tham lam nhìn về phía đóa hoa huyền âm chín cánh kia, nhưng khi nó định hành động thì đột nhiên cảm nhận được một khí tức nguy hiểm. Không thấy ta à? Lâm Nhất cười khẩy, nhanh chóng lao đi, Tử Diên kiếm kình màu bạc bắn ra như nước lũ, kiếm huy minh mông phóng ra thanh thế đáng sợ. Con mãng xà huyết hiên kia thấy Lâm Nhất xông tới bèn lắc mạnh đuôi đập xuống mặt hồ, một bức tường sóng cao đến mấy trăm trượng cuốn về phía Lâm Nhất. Giác! Lâm Nhất bình tĩnh vùng kiếm chém nát bức tường sóng này, hắn nhảy lên không trung, né tránh cái đuôi chí mạng của nó, sau đó quay đầu lại, giang hai tay ra xông về phía nó. Keng keng keng! Nhất thời trên không trung chỉ thấy chân nguyên dao động, kiếm khí tung hoành. Những tia kiếm quang sắc bén đánh vào người con mãng xà huyết hiên. Tiếng leng keng liên tục vang lên, kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất không ngừng chém vào người con mãng xà kia. Nhưng dường như vẫn chưa đủ để phá vỡ lớp vảy kỳ lạ của con mãng xà huyết hiên này, hoa văn trên người nó lấp lánh, những chiếc vảy đỏ như máu tựa chiếc bảo giáp không thể phá vỡ. Bùm! Lâm Nhất vẫn chưa thể phá vỡ lớp phòng ngự của mãng xà huyết hiên, cuối cùng bị nó bắt được cơ hội. Cái đuôi đánh mạnh vào người hắn. Máu chảy ra từ khóe miệng Lâm Nhất, cả người hắn bay ra xa. Tiểu tử này thật kiêu ngạo, còn muốn một mình giải quyết con mãng xà huyết hiên này. Vảy của mãng xà huyết hiên ngay cả bảo khí bình thường cũng không thể phá vỡ, nó có tiếng là kiên cố. Đi thôi, mọi người hãy cùng nhau xông lên giết con mãng xà huyết hiên này. Thấy Lâm Nhất bị đuôi mãng xà đánh trúng. Các đệ tử thư viện đứng xung quanh đều tỏ ra cực kỳ phấn khích. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhất rơi xuống hồ lại trở mình đứng dậy, 81 kiếm ảnh màu bạc xuất hiện quanh người hắn. Vẻ tàn nhẫn xẹt qua trong mắt thiếu niên, kiếm trận Tử Diên bắt đầu nghịch đảo. Khi kiếm trận này đảo một vòng, trên người Lâm Nhất phát ra ánh sáng bạc chói lóa như một vầng trăng sáng. Kiếm ý trên người hắn đạt tới một mức độ khiến người ta kinh hãi. Đám người đang xông tới từ bốn phía cũng sững sờ. Nhưng vẫn chưa hết. Sau khi kiếm trận cuồng bạo kia đảo ngược một vòng, nó vẫn tiếp tục đảo ngược, uy thế không chút suy giảm. Đảo một vòng, đảo hai vòng, đảo ba vòng, Kiếm trận Tử Diên nghịch đảo ba vòng, 81 kiếm ảnh tăng vọt tới 227 kiếm ảnh. Luồng kiếm uy kia mênh mông đến mức khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Giờ phút này, kiếm ý bùng nổ trên người thiếu niên ngưng tụ thành cột sáng màu bạc rồi phóng thẳng lên trời. Ánh sáng ấy vừa hoa lệ vừa bá đạo, bao trùm lên tất cả màu sắc trên hồ huyền âm, không ai dám coi thường. Khi cột sáng bạc này phóng lên trời, kiếm ý trên người thiếu niên cũng tăng vọt, đạt tới cảnh giới dương huyền không thể tưởng tượng nổi. Nói riêng về sự sắc bén ấy thì chỉ có hơn chứ không có kém. Muốn lấy những thứ ta thích không dễ dàng như vậy đâu. Kiếm trận nghịch đảo ba vòng cũng gây ra áp lực khá lớn cho Lâm Nhất chỉ mới có cảnh giới âm huyền đại thành. Nhưng khi thấy hoa huyền âm sắp bị con súc vật này làm bẩn, hắn sẽ không bao giờ cho phép. Cả hồ huyền âm rung chuyển kịch liệt, tia sáng chiếu thẳng lên trời kia dường như muốn xuyên thủng bầu trời. Kiếm trận 100 trượng mở rộng đến hơn 300 trượng, kiếm ảnh vô số chồng chất lên nhau. Trong lúc nhất thời, trong trận chỉ có tiếng leng keng, những kiếm ảnh dày đặc kia làm cho kiếm trận Tử Diên hình thành rất nhiều sát khí lạnh băng. Lâm Nhất cắn răng quát một tiếng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Kiếm trận Tử Diên, tuyệt thế vô song. Hắn vừa nhẩm niệm,
hơn 300 kiếm ảnh màu bạc lướt qua chân trời tựa như một dải thiên hà màu bạc dài vô tận, cuồn cuộn lao về phía con mãng xà huyết hiên hung ác kia. Răng rác. Những chiếc phẩy hoa văn vốn không thể phá vỡ kia lập tức bị xuyên thủng, máu chảy ra rồi rơi xuống như một cơn mưa máu. Mãng xà huyết hiên không ai bì nổi bị xuyên thủng nghìn lỗ ngay tại chỗ, thoi thóp sắp chết. Đi chết đi. Lâm Nhất không để ý mồ hôi rơi trên trán, điên cuồng hét lên, bay thẳng lên trời. Kiếm táng hoa trong tay hắn tỏa ánh sáng bạc, chém cơ thể khổng lồ của mãng xà huyết hiên thành hai nửa. Bóm. Thi thể mãng xà bị chia thành hai nửa rơi xuống nước làm bọt nước bắn tung tóe. Lâm Nhất quay lưng đi, đưa tay ra. Đóa hoa huyền âm chín cánh như bao phủ bởi xương tiên kia nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay thiếu niên, yên tĩnh tỏa sáng. Áo xanh phất lên theo gió, Lâm Nhất đáp xuống mặt nước, nhìn đóa hoa huyền âm chín cánh trong tay, lúc này hắn mới nở nụ cười. Những đệ tử thư viện vốn đang định xông lên, hợp sức giết mãng xà huyết hiên kia, sau đó cướp hoa huyền âm, nhìn thấy cảnh này, họ lập tức hoảng sợ, không dám tiến lên nửa bước. Bóng lưng người thiếu niên áo xanh đứng lặng trên mặt hồ ở phía trước vẫn tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Kiếm ý trên người hắn vẫn chưa biến mất, sự sắc bén vô song khiến người ta sợ hãi, không dám manh động. Đám người bừng bừng khí thế, cầm binh khí xông lên này lập tức lúng túng nhìn bóng lưng của Lâm Nhất. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Vèo. Đúng lúc này, thiếu niên áo xanh chợt quay người lại, một tay cầm kiếm. Một tay cầm hoa, ngẩng đầu mỉm cười hỏi, các vị đến để chúc mừng ta à? Mọi người nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh, vội vàng cười đáp, đúng đúng, chúng ta xin chúc mừng công tử táng hoa đã giành được hoa vương. Đóa hoa huyền âm chín cánh này mấy chục năm khó gặp, bây giờ có thể rơi vào tay Lâm huynh cũng coi như có thể sử dụng hết tác dụng của nó. Chỉ với phong thái của nhát kiếm giết chết mãng xà huyết hiên vừa rồi. Không người nào thích hợp có được hoa huyền âm chín cánh này hơn công tử táng hoa cả. Lòng ai cũng chua xót, nhưng họ chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngay cả con quái vật hung dữ mãng xà huyết hiên này còn bị Lâm Nhất giết, có ai dám nói mình không phải đến để chúc mừng chứ? Cuộc chiến hoa huyền âm kết thúc trong vui vẻ và hòa thuận, thiếu niên đến từ đế quốc Đại Tần kia là người cười đến cuối cùng. Có rất nhiều người không ngờ tới kết quả này. Nhưng bây giờ không phục cũng không được, đầu tiên là đánh bại Dương Hùng, sau đó dùng một nhát kiếm chém về linh trụ hỏa diễm đứng rừng sững giữa đất trời, khiến cả ba người Dương Hùng quỳ gối trước mặt mọi người. Cuối cùng, ánh sáng bạc phủ khắp người thiếu niên phóng thẳng lên trời, lóa mắt đến mức làm người ta không thể nhìn thẳng. Với kết quả này, các đệ tử thư viện Thiên Phủ khó tránh khỏi cảm thấy chua xót, thậm chí sau cùng còn phải ngậm đắng nuốt cay đi chúc mừng Lâm Nhất, có thể nói là rất khó chịu. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc chiến hoa huyền âm lần này quả thật khá đặc sắc. Không nói đến màn cuối cùng Lâm Nhất giết chết mãng xà huyết hiên, chỉ riêng cảnh tượng hắn giao đấu với nhóm Dương Hùng thôi đã đủ khiến mọi người chấn động. Trên đỉnh núi Linh Mộc Phong, trong mắt của tiền bối Đường Du và Du trưởng lão đứng phía sau ông lão áo trắng đã chứa đầy vẻ phấn khích. Quả thực là không thể ngờ được, tiểu tử này lại mang đến bất ngờ lớn như vậy cho bọn họ. Như vậy xem ra, kế hoạch kia của hai người có 8-9 phần nắm chắc rồi. Viện trưởng, ngài thấy người này có phù hợp không? Tiền bối Đường Du mỉm cười dò hỏi. Nhưng ông lão tóc trắng lại chỉ cười mà không đáp lại, chỉ khẽ nói, thằng nhóc này quả thực nổi bật, chẳng qua ta vẫn muốn suy nghĩ thêm nên luyện chế loại đan được tứ phẩm nào cho hắn. Thái độ lập lờ nước đôi này khiến tiền bối Đường Du và Du trưởng lão quay sang nhìn nhau một hồi. Mạc Linh ở trên bờ hồ bên ngoài thì lại có vẻ thoải mái hơn, giữa hai đầu lông mày giãn ra đầy ý cười, khiến người nhìn say đắm. Còn về Mai Tử Viêm bên cạnh nàng ta thì sắc mặt đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa. Nhìn thấy Lâm Nhất kia nắm hoa huyền âm chín cánh trong lòng bàn tay, gương mặt tuấn tú cảm nhận rõ ràng sự đau rát. Trước đó hắn ta đã nói đi nói lại mấy lần, huyền âm đan của hắn ta không có dễ lấy như thế đâu. Nhưng bây giờ hắn ta lại bị Lâm Nhất vả thẳng vào mặt như vậy. Không chỉ đã lấy mà trong cuộc chiến hoa huyền âm còn nổi bật hơn người, quang mang chói lọi đến viện trưởng cũng phải thay đổi cách nhìn về hắn.
Cuộc chiến Hoa Huyền Âm kết thúc cũng là lúc tên tuổi của công tử Táng Hoa Lâm Nhất vang danh khắp cả thư viện Thiên Phủ. Bây giờ, dường như không người nào không biết, không người nào không nghe đến. Đến cả trưởng lão của thư viện bế quan đã rất lâu chưa xuất hiện cũng đều biết đến việc có một chấp sự khách khanh tương đối yêu nghiệt đến ở trong thư viện. Còn về Lâm Nhất, hắn phải nhắm mắt điều tức nguyên hai ngày mới miễn cưỡng khôi phục lại. Hôm đó, hắn cố ý mở lời để giữ lại một con đường rút lui cho những đệ tử khác của thư viện. Mặc dù đó không phải là ý của hắn nhưng hắn quả thực đã làm được. Đi đến bước đường cùng thì không chỉ hao sạch chân nguyên mà đòn tấn công kia của mãng xà huyết hiên cũng sẽ khiến hắn bị thương rất nặng. Đừng nói cả đám này cùng lên hết một lượt, cho dù chỉ có vài người trong số đó ra tay thì hắn cũng khó có thể chống đỡ được. Còn may trước đó cảnh tượng hắn một kiếm đánh bay Dương Hùng vẫn còn in đậm trong đầu bọn họ cho nên không có ai dám thực sự đứng ra thăm dò hắn. Ai cũng không dám đặt cược. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ bộ dạng thảm hại khi bị đánh văng của Dương Hùng, có thể thảm đến mức nào thì hắn thảm đến mức đó. Cuộc chiến Hoa Huyền Âm lần này, giao đấu cùng với đám người Dương Hùng kỳ thực cũng không tính là thắng quá dễ dàng. Trước đó con át chủ bài được chuẩn bị đã gần như dùng hết, chỉ hơi sơ suất một chút là lập tức lật thuyền trong mương ngay. Chẳng qua, sau khi trải qua sự việc lần này, hắn sẽ không coi trọng tên Dương Hùng kia nữa. Nếu nói đến phiền phức thì vẫn là Mai Tử Viêm kia, đối phương hẳn sẽ không chịu để yên như vậy, hắn ta đã là cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành. Nếu một khi giao đấu, ít nhiều gì cũng sẽ có chút áp lực. Nhưng cũng không sao. Lâm Nhất mở lòng bàn tay ra, đóa hoa huyền âm chín cánh bung nở tỏa ra mùi hương lành lạnh mà cô đọng. Loại hương thơm này khiến chân nguyên màu bạc ở chỗ tử phủ hưng phấn không thôi, từ từ sôi sục lên. Chỉ là đặt ở trong lòng bàn tay mà chân nguyên tử phủ đã có vẻ sốt sắng như không thể chờ được nữa, tham lam mà hưng phấn. Vật này bản thân nó không được tính là chí bảo, nhưng nó đối với võ giả cảnh giới âm huyền mà nói lại có sức hấp dẫn chí mạng. Thuộc tính của nó được coi là sự phối hợp hoàn hảo với chân nguyên của bản thân võ giả cảnh giới huyền âm. Huống hồ, đóa hoa huyền âm này bản thân nó đã là cực phẩm chín cánh vô cùng hiếm gặp. Để ta được mở rộng tầm mắt xem chí bảo ngươi rốt cuộc kỳ diệu thế nào. Cho nên mấy ngày tiếp sau đó, Lâm Nhất liền yên lặng ở trong biệt viện của mình để luyện hóa đóa hoa huyền âm chín cánh. Hoa huyền âm chín cánh được xưng tụng là hoa vương khiến rất nhiều đệ tử của thư viện đều thèm nhỏ dãi, quả thực là có chỗ tuyệt diệu của nó. Vật này, vốn tính âm hàn, nhưng nó lại có khả năng ngưng tụ linh khí nhiều đến mức đáng ngạc nhiên. Đối với võ giả mà nói, quả thực là một vật đại bổ hiếm có. Gần như không cần mất quá nhiều công sức, chỉ cần thúc đẩy nhẹ nhàng đã có thể dễ dàng luyện hóa. Mấy ngày ngắn ngủi, tu vi của hắn được nuôi dưỡng bởi hoa huyền âm chín cánh đã tăng tiến vượt bậc. Hiệu quả như vậy còn tốt hơn gấp mấy lần so với huyền âm đan mà Mai Tử Viêm mang đến. Thời gian chớp mắt đã qua 5 ngày. Đóa hoa huyền âm chín cánh cuối cũng đã bị Lâm Nhất luyện hóa xong, tu vi của hắn tăng đến cảnh giới âm huyền đại thành đỉnh phong. Suy nghĩ vừa hiện lên đã có thể cảm nhận được chân nguyên cô đọng mà hùng hậu nơi tử phủ. Khi vận chuyển tử diên kiếm quyết, loại chân nguyên dồi dào như vậy tràn ra khắp cả tứ chi bách hài. Khắp người từ trên xuống dưới đều có thể dễ dàng cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn, thực lực tăng vọt. Thở ra một hơi chọc khí, Lâm Nhất từ từ mở mắt, hàn mang trong đáy mắt cuộn lên. Ánh mắt vừa sắc bén vừa lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp bức cực lớn. Không chỉ là tu vi tăng tiến mà đóa hoa huyền âm chín cánh kia vô hình chung đã khiến khí chất trên người Lâm Nhất đồng thời xảy ra biến hóa vi diệu. Nếu như có người ngoài ở đây, chỉ liếc mắt nhìn đã có thể nhận ra được. Luồng sức mạnh áp bức kia từ trên người Lâm Nhất không hề kém so với khi bọn họ đối diện với Mai Tử Viêm. Nếu như lại gặp phải Dương Hùng, ta chắc chắn sẽ đánh bại hắn ta trong vòng 10 chiêu. Từ từ đứng dậy, Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm một mình. Nhưng trái lại, nếu gặp phải Mai Tử Viêm thì khả năng thắng cuộc vẫn không cao lắm, chẳng qua nếu muốn tự bảo vệ thì vẫn dư sức. Ít nhất để rời đi một cách ung dung thì không có vấn đề gì. Nếu như để đến mức bên sứt càng bên gãy gọng, thì Lâm Nhất tự tin là đối phương cũng sẽ phải kiêng dè kiếm trận tử diên và bôn lôi trảm điện của hắn.
nhất là kiếm trận Tử Diên, chỉ còn cách cửu chuyển quy nhất có một chút nữa thôi, nhưng nếu như thực sự bị dồn đến đường cùng, đạt đến mức giới hạn để cho kiếm trận kia xoay chuyển 5 vòng thì cũng không phải là không có khả năng thắng. Ố! Bóng Lâm Nhất lóe lên, sau khi nhảy lên đáp xuống vài lần đã rời khỏi tu luyện thất mà hắn bế quan. Hắn cảm nhận được dường như có người đang đến gần tiểu viện của mình nên ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trong đám sương mù, một bóng người bay ngang đến, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của linh trận trong biệt viện. Sau mấy nhịp hô hấp, đã đáp xuống phía trước người Lâm Nhất. Khi bóng người đó hiện lên rõ ràng, dung mạo tuyệt đẹp, băng lạnh như xương kia lại là sư tỷ Mạc Linh mà mấy ngày nay không gặp. Mạc Linh nhìn Lâm Nhất đang đi ra, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng kỳ dị, nhẹ giọng nói, thằng nhóc ngươi đúng là nóng lòng, lấy được hoa huyền âm chín cánh là luyện chế ngay, cảm giác thế nào? Tạm được, nhưng đáng tiếc, vẫn còn cách cảnh giới âm huyền viên mãn nửa bước. Lâm Nhất cười khẽ, nhẹ giọng đáp. Mạc Linh nhíu mày, nói, không biết thế nào là đủ. Nếu ta tính không lầm, từ khi ngươi đột phá lên tử phủ đến bây giờ cũng chỉ mới 2 tháng. 2 tháng mà có thể đạt tới cảnh giới này, cho dù là nhân tài yêu nghiệt của 9 bá chủ cũng chỉ được đến thế, thậm chí còn không bằng. Lâm Nhất bật cười, không cho ý kiến, chuyện này hắn biết rõ. Hắn lập tức cười nói, sư tỷ đến đây có chuyện gì? Mạc Linh nghe vậy thì liếc hắn, lạnh giọng cười nói, xem ra Lâm công tử đã quên mất chuyện hỏa phượng liêu nguyên rồi, Mạc Linh đã đường đột, xin cáo từ. Nói xong thì xoay người rời đi. Lâm Nhất gõ trán, lập tức cười khổ không thôi, suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính, hắn mau chóng đuổi theo. Sau vài lần lướt tới, trước khi Mạc Linh rời đi, hắn đã chặn trước mặt nàng ta. Lâm Nhất sử dụng thất huyền bộ, ngăn Mạc Linh lại trước khi nàng ta ra khỏi cửa. Nhìn vẻ mặt của đối phương, hắn bất lực mỉm cười, lại thấy trên gương mặt xinh đẹp của Mạc Linh không hề có vẻ tức giận, mà rất thoải mái. Rõ ràng cái gọi là cáo từ chỉ là đùa với hắn mà thôi. Nhớ ra rồi sao? Mạc Linh xòe phiến quạt ngân thiết tinh xảo của mình ra, để lộ cổ tay trắng như màu củ sen, nhẹ nhàng nói. Nhớ ra rồi. Lâm Nhất biết nàng ta đang làm giá với hắn, nhưng huyền sư tam phẩm có ý nghĩa rất lớn với hắn, quan trọng hơn hoa huyền âm nhiều, trước mắt cũng chỉ có tạm thời cúi đầu phục tùng. Tốt lắm. Vậy thì vẽ cho ta xem hỏa phượng liêu nguyên đồ đã học 6 ngày trước, để ta xem ngươi còn nhớ thật không? Ở đây sao? Phải, ở đây. Trong sân nhà, Lâm Nhất lấy bút linh văn và một cuộn tranh trống ra, âm thầm nhớ lại trong giây lát rồi cầm bút lên. Mới qua mấy ngày, hắn không đến nỗi quên hết. Hơn nữa, xưa nay hắn nhìn qua là sẽ không quên, linh đồ mình từng vẽ càng không thể nào quên. Nhớ lại hỏa phượng liêu nguyên đồ là linh đồ chỉ thua bức hổ khứu tường vi đồ mà hắn từng gặp trong đời. Hắn còn nhớ rõ khoảnh khắc khi 9 bức tranh gộp lại, hỏa phượng trong tranh tỏa sáng như vật sống, dường như có thể nhảy ra khỏi tranh bất cứ lúc nào. Mạc Linh gấp quạt ngân thiết trong tay lại, nghiêm túc đứng bên nhìn, gương mặt tuấn tú của Lâm Nhất đường nét rõ ràng, con ngươi đen láy thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên. Từng đường linh văn dần dần hiện ra dưới bút pháp điêu luyện tựa nước chảy mây trôi của hắn. Những linh văn đó hoặc dày nặng như núi, hoặc nhẹ nhàng sâu sắc, thỉnh thoảng lại chứa đựng sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, lấp lánh dưới ngòi bút. Hỏa phượng liêu nguyên đồ xếp hàng thứ 10 trong linh đồ tam phẩm. Nếu chỉ xét về lực sát thương, thậm chí có thể xếp hàng thứ 5. Trong thư viện thiên phủ, trưởng lão có thể vẽ được bức tranh này vô cùng ít ỏi. Về phần đệ tử thì chỉ có một mình Mạc Linh có thể thể hiện được nó. Tròn 2 canh giờ trôi qua, Lâm Nhất thở phào, hai mắt hiện lên tơ máu, trán toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, uể oải vô cùng. Trình độ linh văn hiện tại của hắn vẽ hỏa phượng liêu nguyên đồ vẫn có chút miễn cưỡng. Đợi 9 bức tranh dài 3 mét ghép vào với nhau, một bức tranh rộng lớn xuất hiện trước mắt hai người. Hỏa phượng trong tranh hai mắt lấp lánh ánh sáng thần. Cánh chim có ánh sáng nhàn nhạt lượn lờ, trông tràn đầy uy lực thần kỳ. Đáng tiếc, phần đuôi quan trọng cuối cùng lại thiếu mất 7 chiếc lông vũ. Không thể so sánh nó với hỏa phượng liêu nguyên đồ hoàn chỉnh của Mạc Linh, đây là một vật chết. Sư tỷ, xin hãy xem qua. Lâm Nhất lắc đầu,
không hài lòng lắm. Mạc Linh ở bên lại kinh ngạc không nói nên lời, vô cùng xuất thần, hồi lâu sau mới thở dài nói, trình độ linh văn của ngươi đúng là đáng sợ, khó mà tưởng tượng nếu ngươi một lòng theo đuổi con đường này sẽ đạt đến độ cao nào. E rằng không quá 2 năm là có thể vượt qua ta. Lời khen này lại khiến Lâm Nhất không quen lắm, chỉ đành nhẹ giọng nói, nếu nói như vậy thì cũng nhờ sư tỷ dạy giỏi. Mạc Linh nghe vậy, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười, nói, bức tranh này còn thiếu 7 chiếc lông vũ, mỗi một chiếc lông vũ đều là linh văn tam phẩm. Nhưng thực ra, 7 linh văn này đều là một loại linh văn tên là hỏa vũ. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, nói cách khác, ta chỉ cần học được linh văn hỏa vũ thì có thể vẽ được linh đồ hỏa phượng liêu nguyên rồi. Nói vậy cũng không sai, nhưng không đơn giản như thế, ngươi cứ thử xem là biết. Mạc Linh mở phiến quạt, tùy ý quơ qua một đường, 9 bức tranh hợp lại rơi xuống một bên. Nàng ta trải một cuộn tranh trống khác lên trên bàn đá, không nói gì nhiều, vẽ một hoa văn hỏa vũ ở trên đó. Hoa văn hỏa vũ đứng một mình trên cuộn tranh trống, không nhìn ra có điều gì đặc biệt. Lâm Nhất nhìn thấy rõ ràng thủ pháp và quá trình vẽ của nàng ta, không bỏ sót bất cứ bước nào. Hình như không khó lắm. Lâm Nhất nhận lấy bút linh văn, vẽ linh văn hỏa vũ tam phẩm lên một cuộn tranh khác. Mặc dù linh văn tam phẩm phức tạp, với người khác mà nói khó có thể vẽ ra được, nhưng Lâm Nhất nhìn qua là không quên. Nếu chỉ là mô phỏng thì cũng không tính là quá khó. Tuy nhiên, Lâm Nhất vẫn chưa vẽ được một nửa, sắc mặt hắn đã trở nên rất khó coi. Hắn cảm giác được một loại sức mạnh nào đó đang dần dần hội tụ ở trong đầu. Hắn càng vẽ, đầu hắn càng đau dữ dội, giống như sắp nổ tung. Nỗi đau này còn tàn khốc hơn lúc hắn tiêu hao lực tinh thần vẽ linh văn nhiều. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên tối sầm. Trừ hoa văn hỏa vũ ở dưới ngòi bút ra, không còn bất cứ ánh sáng nào. Cảm giác này không hay lắm, hồn phách cũng mơ hồ sắp tan vỡ. Trong lòng bỗng nhiên có một nỗi sợ hãi dâng lên. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, mình không thể dừng lại được. Vù! Ngay lúc đó, một đốm sáng thắp lên giữa mi tâm hắn, thế giới tối đen bừng sáng, Mạc Linh xuất hiện từ trong ánh sáng. Cảm giác huyền ảo đó biến mất, Lâm Nhất tỉnh lại, cảm giác được trên miệng mình có chút lành lạnh. Hắn đưa tay sờ thì phát hiện máu mũi chảy, trên mặt lập tức thoáng qua vẻ kỳ lạ, hỏi, vừa rồi ta bị sao vậy? Đôi mắt linh động như bảo thạch của Mạc Linh lóe lên linh quang, nói, hẳn ngươi biết lực tinh thần của huyền sư mạnh hơn võ giả bình thường ít nhiều. Điều này ta biết, bình thường mỗi khi vẽ một bức linh đồ, lực tinh thần cũng sẽ dần dần trưởng thành trong lúc tiêu hao. Loại trưởng thành này trông có vẻ không rõ ràng, nhưng tích lũy từng ngày lại dần dần bỏ xa người thường ở phía sau. Lâm Nhất gật đầu, nhẹ giọng đáp. Trong quá trình tu luyện linh văn với Mạc Linh, hắn có cảm nhận rất sâu sắc về việc này. Ban đầu một ngày vẽ vài trăm đường linh văn đã cảm giác được đầu như muốn nứt ra. Tới sau này, dù là vẽ ra hàng nghìn linh văn nhị phẩm cũng dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng tự nhiên. Mặc dù lực tinh thần có chút mờ ảo hơn chân nguyên, nhưng loại tiến bộ đó vẫn khá rõ rệt. Hắn nhìn về phía Mạc Linh, chờ đợi nàng ta nói tiếp. Huyền sư tam phẩm mới chân chính nhập môn linh văn. Vì sao nói như vậy? Bởi vì huyền sư tam phẩm sẽ khai mở huyền cung, chuyển hóa lực tinh thần thành hồn lực hữu hình, ngưng tụ ra hồn ấn trong huyền cung. Giọng nói êm tai như nước suối mát lạnh nơi khe núi của Mạc Linh khe khẽ vang lên. Lâm Nhất im lặng trong chốc lát, chỉ ra điểm mấu chốt, chuyện này có liên quan gì đến chuyện ta vẽ hoa văn hỏa vũ? Ngươi có thể xem việc vẽ linh văn tam phẩm như một nghi thức chuyển đổi lực tinh thần thành hồn lực. Nghi thức này giống như phá kén thành bướm, dục hỏa trùng sinh. Quá trình sẽ rất đau đớn, sơ sẩy sẽ chết trong kén. Trong thư viện thiên phủ, huyền sư nhị phẩm rất nhiều, nhưng huyền sư tam phẩm lại ít đến đáng thương, nguyên nhân là vì thế. Mạc Linh dừng một lúc rồi nói, bình thường mọi người đều sẽ chọn linh văn tam phẩm tương đối đơn giản để hoàn thành nghi thức này. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, suy ngẫm rồi nói, chọn linh văn tam phẩm trình độ khác nhau. Hồn ấn ngưng tụ ra cũng có phẩm chất khác nhau phải không? Giống như tu luyện, công pháp có đẳng cấp khác nhau, nâng cấp lên tử phủ cũng khác nhau, chắc chắn có phân chia mạnh yếu.
Mạc Linh nhướng mày, lần đầu tiên nghe được cách nói này, cười đáp, người nghĩ như thế tuy không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không khác là bao. Ngươi nghỉ ngơi một ngày trước đi, quyết định xem thế nào, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Sư tỷ, để ta thử thêm một lần nữa đi. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn về phía Mạc Linh. Ngươi chắc chứ, nâng cấp lên huyền sư tam phẩm chỉ có 3 cơ hội, một khi tất cả đều thất bại thì cả đời sẽ không thể nâng lên huyền sư tam phẩm. Mạc Linh nghiêm túc nhìn hắn, không tán thành cho lắm. Lâm Nhất gật đầu đáp, ta chắc chắn. Mạc Linh trước nay luôn quả quyết, nhưng nhìn ánh mắt Lâm Nhất nhất thời cũng có chút do dự. Một hồi lâu sau, cuối cùng nàng ta cũng đồng ý để hắn thử một lần. Không biết vì sao, có lẽ theo Mạc Linh thấy, Lâm Nhất quả thật có thể sáng tạo kỳ tích. Bởi vì trên người hắn quả thật có sự tự tin và kiên trì mà nhiều đệ tử trong thư viện không có. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất điều tức xong, mở mắt ra. Sắc mặt hắn đã hồng hào trở lại, tinh khí thần tiêu hao cũng đã khôi phục 7-8 phần, không còn trắng nhợt đáng sợ như khi nãy nữa. Lâm Nhất thở ra một luồng khí dài màu trắng, sau đó chậm rãi đứng dậy, cầm bút lên lần nữa. Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, tuy rằng lần đầu tiên đã thất bại, nhưng với việc vẽ linh văn tam phẩm lần này, hắn lại vô cùng tự tin. Đợi khi tĩnh tâm lại, bút linh văn trong tay Lâm Nhất chậm rãi chuyển động. Vù! Lực tinh thần dồi dào ngày thường tích lũy trong đầu chậm rãi chuyển động, ánh sáng trong mắt hắn lấp lóe. Cơn đau đớn trước kia lại xuất hiện lần nữa, Lâm Nhất cắn răng, bình tĩnh kiên trì. Bút linh văn trong tay hắn không dừng lại, tiếp tục vẽ linh văn. Hoa văn hỏa vũ dần dần hiện lên, lực tinh thần trong đầu theo đó tụ lại, từ trạng thái phân tán chậm rãi hội tụ về một chỗ. Một lúc lâu sau, lực tinh thần không ổn định đó ngưng tụ thành một vòng xoáy. Khi vòng xoáy ngưng tụ thành hình, Lâm Nhất run rẩy cả người, cơn đau lan tràn khắp toàn thân, đau đến mức thể xác dường như không phải của mình nữa. Phá kén thành bướm, có lẽ phá kén thành bướm thật sự còn đau khổ hơn thế này gấp trăm lần. Trong mắt Lâm Nhất hiện lên vẻ vui mừng, lực tinh thần ngưng tụ thành lốc xoáy, trước kia hắn chưa từng trải qua chuyện này. Nói cách khác, hắn đã tiến bộ hơn lần đầu tiên nhiều, lập tức lên tinh thần, tiếp tục chống đỡ. Mô hình huyền cung. Mạc Linh ở phía xa, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng kỳ lạ, tiến bộ nhanh thật. Tốc độ chuyển động của vòng xoáy lúc nhanh lúc chậm, vô cùng quỷ dị, nhưng trong chuyển động có vẻ quỷ dị đó lại vẫn theo quy luật, mơ hồ có một nhịp điệu vô cùng huyền diệu. Hai mắt Lâm Nhất bỗng nhiên tối sầm. Dưới ngòi bút linh văn, hoa văn hỏa vũ mà hắn vẽ trên bức tranh lần lượt trở nên mơ hồ. Lâm Nhất chỉ cảm thấy đất trời xoay vòng vòng, ý thức dần dần có chút mơ hồ, cơn đau do vòng xoáy tinh thần chuyển động mang đến quả thật có chút vượt ngoài sức tưởng tượng. Chết tiệt, thất bại rồi sao? Tay cầm bút linh văn của hắn run rẩy không ngừng, đường nét trở nên hỗn loạn. Phụt! Hoa văn hỏa vũ hơi lộn xộn dần dần tan rã. Lâm Nhất phun ra máu, văng hết lên cuộn tranh trống. Thôi giải tán đi, Lâm Nhất, mau dừng lại. Nhìn thấy hoa văn hỏa vũ còn chưa thành hình trên cuộn tranh dần dần phân tán, Mạc Linh biến sắc, vội vàng quát lên. Trong lúc nói chuyện, quạt ngân thiết trong tay nàng ta biến thành một luồng sáng, bay đến bút linh văn của Lâm Nhất, muốn buộc hắn dừng lại. Ngưng! Nhưng khi quạt ngân thiết sắp bay đến, hai mắt Lâm Nhất mở bừng. Có máu chảy ra. Hắn điều khiển bút linh văn trong tay, quát lên một tiếng giận dữ. Vòng xoáy tinh thần ngưng tụ trong đầu lập tức thu nhỏ lại không ngừng, mơ hồ sắp ngưng luyện đến cực hạn mà hắn có thể chịu đựng. Một làn sóng tinh thần mạnh mẽ lan tỏa từ trong cơ thể Lâm Nhất, không khí lập tức chấn động, lan rộng ra giống như làn sóng. Keng! Quạt ngân thiết bay đến bị văng ngược trở lại, Mạc Linh bắt lấy quạt, nhìn Lâm Nhất sắc mặt trắng bệch. Miệng ứa máu, lẩm bẩm, thằng nhóc này thật cứng đầu. Trong lòng nàng ta vô cùng chấn động, nhất thời quên ra tay ngăn cản tiếp. Quạt ngân thiết bay tới không hề ảnh hưởng đến Lâm Nhất, sắc mặt hắn trắng bệch chưa từng thấy. Hắn đã đến thời khắc quan trọng mở được huyền cung, nâng cấp lên huyền sư tam phẩm, không thể dừng lại được nữa. Khóe mắt và mũi chảy máu khiến thiếu niên trông vô cùng khổ sở,
nhưng trong mắt đen láy của hắn lại lấp lánh ánh sáng nóng rực, cố chấp kiên trì. Vù, vù. Lực tinh thần dồi dào bị dồn nén đến cực hạn, trong đầu kêu ong ong, giống như tiếng kiếm ngân. Bên tai cũng vang lên tiếng ong ong không dứt, hầu như không nghe được bất cứ âm thanh nào, toàn thân run rẩy không ngừng. Chỉ được thành công, không được thất bại. Ngưng. Lại một tiếng hét lớn vang lên, phát ra từ đôi môi tím bầm của Lâm Nhất, một làn sóng tinh thần mạnh mẽ nữa lan ra từ trong đầu hắn. Ầm ầm. Làn sóng đó khiến sân nhà rộng lớn cũng rung chuyển không ngừng, gió lớn nổi lên, gió mây đổi màu. Lực tinh thần tích lũy của thằng nhóc này sao lại lớn như vậy? Thấy sắc trời khác thường, Mạc Linh ở bên cạnh biến sắc. Động tĩnh thế này không thua kém gì dị tượng lúc nàng ta nâng lên huyền sư tam phẩm. Đừng xem thường dị tượng chỉ sánh ngang với Mạc Linh. Phải biết rằng Mạc Linh dành hầu hết thời gian cho việc phát triển linh văn. Bây giờ, trình độ linh văn của nàng ta, trên khắp thư viện thiên phủ ngoại trừ một vài trưởng lão, không ai có thể mạnh hơn nàng ta. Nội tình thiên phú của nàng ta từ nhỏ đã bắt đầu tích lũy, kiếm khách nửa đường đổi nghề như Lâm Nhất không thể so sánh được. Nhưng dị tượng trước mắt lại thực sự xuất hiện, trong lòng Mạc Linh kinh ngạc thế nào không cần nói cũng biết. Tùy theo làn sóng lực tinh thần mạnh mẽ ở quanh người, vào lúc này hai mắt hiện tơ máu của Lâm Nhất lại vô cùng dịu dàng, vô cùng sáng ngời. Thiếu niên cầm bút linh văn, hai mắt nhìn chằm chằm cuộn tranh trống, mỗi một đường nét đều giống như cổ thụ tùng bách, vững vàng hạ xuống. Đường nét vừa rồi có chút lỏng lẻo dần dần ngưng tụ trở lại. Khi hoa văn hỏa vũ tam phẩm được Lâm Nhất vẽ xong nét cuối cùng, vòng xoáy tinh thần trong đầu hắn đã dồn nén tới cực hạn, lập tức bùng nổ ngay thời khắc hắn đặt bút xuống. Một không gian vô cùng huyền diệu mở ra, vô số mảnh vỡ lấp lánh chảy xuôi. Mảnh vỡ lấp lánh đó chiếu sáng cả không gian rực rỡ như tinh cung. Đây là huyền cung sao? Lâm Nhất nghi hoặc, không dám chắc cho lắm. Thành công rồi sao? Mạc Linh nhẹ nhàng đáp xuống, gấp gáp hỏi hắn. Lâm Nhất thu lại tâm tư, cười đáp, có lẽ đã mở được huyền cung, nhưng hồn ấn mà sư tỷ nói ta lại không phát hiện ra. Hả, ta xem. Mạc Linh không cho phân bua, cánh tay ngọc ngà chạm vào giữa mi mày hắn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng ta lập tức nhìn thấy tinh cung cực kỳ huyền diệu kia, cùng với mảnh vỡ lóe sáng chảy xuôi trong tinh cung. Một lúc lâu sau mới buông ngón tay xuống, cười nói quả thật đã thành công rồi, lực tinh thần của ngươi quá dồi dào, cho nên tạm thời chưa ngưng tụ thành hồn ấn. Nhưng qua một thời gian nữa, đợi đến khi ngươi quen với huyền cung này rồi, mảnh vỡ hồn lực sẽ tự nhiên ngưng tụ thành hồn ấn, khi xưa ta cũng như vậy. Lâm Nhất nghe vậy thì thở phào, nếu tốn công tốn sức mà vẫn không được gì thì đúng là bị sốc nặng. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy trên cuộn tranh nhuốm máu. Hoa văn hoa vũ rực rỡ lấp lánh, tinh tế thon mảnh, nhưng lại chứa đựng sức mạnh dồi dào đáng kinh ngạc. Giống như một chiếc lông vũ, lại giống như một mũi tên xé trời không, mũi nhọn vô tận, sắc bén kinh người. Chúc mừng, xem như ngươi đã chính thức trở thành huyền sư tam phẩm, từ nay về sau, e rằng ta không còn gì để dạy ngươi nữa. Mạc Linh lùi về phía sau, quan sát Lâm Nhất, khẽ giọng nói. Nhắc tới. Lâm Nhất từ một người ngoài nghề trưởng thành đến hiện tại, xem như nàng ta là người đã cầm tay chỉ dẫn hắn. Lâm Nhất có thiên phú như yêu nghiệt, tiến triển thần tốc, cho đến hôm nay gian nan đột phá, theo nàng ta thấy thì rất chấn động lòng người. Bây giờ hắn đã trở thành huyền sư tam phẩm, quả thật không còn gì có thể dạy hắn nữa. Phải kết thúc rồi sao? Lâm Nhất có chút cảm khái. Khoảng thời gian này, gần như ngày nào hắn cũng tiếp xúc với Mạc Linh, đột nhiên kết thúc như vậy vẫn không thích ứng được. Không thì sao? Mạc Linh hỏi ngược lại. Lâm Nhất nhất thời ngơ ngẩn, chợt nói, sư tỷ còn chưa dạy hỏa phượng liêu nguyên đồ cho ta hoàn toàn. Mạc Linh mỉm cười nói, người đã dùng hoa văn hỏa vũ mở được huyền cung, hỏa phượng liêu nguyên đồ đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng linh đồ tam phẩm quá phiền phức. Phải vẽ trước trên tranh xong đến lúc chiến đấu lại dùng thiên cơ ấn tế nó ra. Lâm Nhất gật đầu, trong lòng hiểu ra. Trong trường hợp không dính dáng đến linh văn tam phẩm, hỏa phượng liêu nguyên đồ phải vẽ trong 2 canh giờ. Trong chiến đấu, đừng nói là 2 canh giờ,
chỉ phân tâm chút thôi cũng sẽ đối mặt với cái chết. Chỉ có thể vẽ nó ra trước, sau đó trong chiến đấu lấy nó ra được ngay lập tức. Hình như ngươi còn thiếu một món linh bảo, nhưng ta thấy hộp đựng kiếm sau lưng ngươi bản thân nó đã là một linh bảo. Mạc Linh nhìn hộp đựng kiếm sau lưng Lâm Nhất, nói. Trong lòng Lâm Nhất đánh bộp một tiếng, mắt nhìn của người phụ nữ này cũng thật sắc bén. Mạc Linh không băn khoăn nhiều về hộp kiếm Tử Diên, ngẫm nghĩ rồi nói, cho dù không phải cũng chẳng còn cách nào, lần sau gặp mặt, ta xem có cơ hội tặng ngươi một món linh bảo vừa tay không. Thấy nàng ta định đi, Lâm Nhất lên tiếng, hình như Mạc Linh sư tỷ còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc sư tỷ muốn ta làm gì. Vẫn nên để tiền bối Đường Du nói với ngươi đi, chuyện này vốn là thư viện thiên phủ cần ngươi giúp, còn ngươi có đồng ý hay không cứ theo tiếng lòng mình là được. Hơn nữa, chuyện này chưa chắc đã không có biến số. Mạc Linh lại liếc nhìn Lâm Nhất, nói, ngươi mau chóng thu dọn đi, bộ dạng như vậy không dễ coi cho lắm. Nói xong thì xòe quạt ngân thiết, vội vã rời đi, không nán lại thêm nữa. Nghe theo tiếng lòng. Lâm Nhất như nghĩ tới điều gì, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ cười nói, dựa vào ân tình này, muốn từ chối cũng rất khó. Xưa nay hắn không muốn nợ ân huệ của người khác, nợ ân tình người khác thật không dễ chịu. Vậy cứ đợi thôi, nếu có chỗ cần dùng đến mình, chỉ cần có thể làm được, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu vẫn có biến số, không cần đến hắn thì cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là trong lòng hắn ít nhiều vẫn tò mò, rốt cuộc là chuyện gì cần hắn giúp, đáng để Mạc Linh đích thân tự dạy linh văn cho hắn nửa tháng. Trong phòng tu luyện yên tĩnh lan tràn dao động linh lực hùng hậu mà tinh thuần, Lâm Nhất ngồi khoanh chân ở chính giữa tụ linh trận. Linh khí dày đặc hóa thành sương mù lượn quanh người hắn, linh vụ như mây, mây cuộn mây tan, hắn thoát ẩn thoát hiện trong mây. Lâm Nhất nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt căng thẳng. Trong tử phủ, chân nguyên ngưng tụ thành chất lỏng màu bạc giống như hồ nước yên tĩnh. Ở giữa hồ nước, một đóa hoa Tử Diên đang khép kín chậm rãi hấp thu linh khí cắn nuốt từ bên ngoài vào. Bây giờ cách ngày hắn mở huyền cung đã trôi qua tròn 5 ngày. Mấy ngày liên tiếp, Lâm Nhất đều bế quan trong phòng tu luyện, thứ nhất là để tiêu hóa dược lực của hoa huyền âm chín cánh còn đọng lại trong cơ thể. Thứ hai là chờ thời cơ hành động, tìm kiếm cơ hội nước chảy thành sông, ngưng kết thành hồn ấn. Mảnh hồn lực lưu chuyển trong huyền cung lại không có động tĩnh gì, ngưng kết hồn ấn không hề dễ dàng như Mạc Linh nói. Xì xì. Linh dịch chân nguyên màu bạc trong tử phủ đột nhiên chuyển động, chậm rãi lan rộng ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Xương cốt toàn thân lập tức ngập tràn cảm giác căng phồng, có nhiệt lưu dâng lên. Đây là... Trong lòng Lâm Nhất lập tức dâng lên cảm giác kích động, đây là dấu hiệu cảnh giới sắp đột phá. Ngày đó sau khi hắn luyện hóa hoa huyền âm chín cánh, tu vi kẹt ở cảnh giới âm huyền đại thành đỉnh phong, không đột phá lên cảnh giới âm huyền viên mãn đã khiến hắn thất vọng không thôi. Nào ngờ, hoa huyền âm chín cánh tác dụng chậm, tích lũy sâu dày, dường như bây giờ sắp đột phá rồi. Hoa vương chín cánh mấy chục năm hiếm thấy đúng là có giá của nó, không phụ lòng Lâm Nhất vất vả vì nó. Kìm nén sự vui mừng điên cuồng trong lòng. Lâm Nhất dần bình ổn tâm trạng, chậm rãi thôi thúc Tử Diên kiếm quyết, khiến hoa Tử Diên đang khép chặt nở ra từng cánh. Soạt. Tử Diên kiếm quyết vận chuyển toàn lực, linh khí dồi dào xung quanh không ngừng chảy vào cơ thể. Hồ nước hình thành từ linh dịch chân nguyên trong tử phủ lập tức có linh khí rơi xuống như mưa. Hồ nước lập tức sôi trào, kèm theo đó là từng làn sóng không ngừng lan ra. Có linh quang tản mát văng ra ngoài, Lâm Nhất ngồi khoanh chân. Cả người bao trùm trong ánh sáng màu bạc. Sắp bắt đầu rồi. Lâm Nhất không dám chậm trễ, cẩn thận tập trung tinh thần vào Tử Diên kiếm quyết. Nhờ vào tụ linh trận, hắn điên cuồng hấp thu linh khí đất trời, đồng thời tiến thêm một bước luyện hóa áp lực hoa huyền âm còn sót lại trong cơ thể. Từng luồng năng lượng tinh thuần tràn vào tử phủ như nước lũ vỡ đê, không ngừng đánh vào chướng ngại cảnh giới. Giác. Dưới sự tấn công gần như cuồng bạo, cuối cùng cũng phá vỡ chướng ngại, bùng phát từng làn sóng màu bạc trong tử phủ. Sức mạnh đáng sợ trong cơ thể Lâm Nhất tràn ngập toàn thân, tóc dài không gió tự lay. Khí thế trên người đột nhiên dâng cao. Cảm nhận được tử phủ mở rộng ra gần năm thành,
Trong lòng Lâm Nhất hài lòng cười, cảnh giới âm huyền viên mãn coi như đã đạt thành. Bước vào cảnh giới này mới thật sự được xem là cao thủ, miễn cưỡng có vốn liếng chống lại yêu nghiệt trên bảng Long Vân. Phải biết rằng, hễ là yêu nghiệt có thể xếp hạng trên bảng Long Vân ít nhất cũng có tu vi đáng sợ đạt đến cảnh giới âm huyền đại thành. Với cảnh giới âm huyền viên mãn, đối kháng với những yêu nghiệt đó thì hãy còn thua kém. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên đã bước ra, rồi sẽ có một ngày bước lên đỉnh cao. Không đi được bước này thì hắn còn không có cả tư cách để giao đấu, bước đi này rất quan trọng. Trong phòng tu luyện, hai mắt Lâm Nhất đang nhắm đột ngột mở bừng, sự sắc bén tràn ngập trong mắt, chấn động lòng người. Vù vù. Nhưng khi Lâm Nhất muốn đứng dậy, huyền cung trong đầu lại phát ra tiếng kêu vù vù. Tiếng kêu này khiến cả người hắn run rẩy, Lâm Nhất sững sờ, sau đó trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Là hồn ấn ngưng tụ thành công rồi. Không ngờ khi tu vi đạt tới cảnh giới âm huyền viên mãn, cuối cùng hồn ấn cũng đã có động tĩnh. Không tới thì thôi, một khi tới thì tất cả đều tới, chuyện tốt đi thành đôi. Trong tiếng vù vù vang vọng, các mảnh vỡ trong huyền cung không ngừng tập hợp lại với một trạng thái kỳ diệu, chớp mắt đã ngưng tụ thành một ấn ký to bằng ngón tay. Ấn ký đó mở hồ có chút tương tự với hoa văn hỏa vũ, nhưng nhìn kỹ lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ ảo diệu. Trên thực tế, nó không giống với hoa văn hỏa vũ, ánh sáng lấp lánh giống như một ngọn lửa lập lòe, tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Hồn ấn. Lâm Nhất mở mắt ra. Hắn nhanh chóng cảm nhận được tất cả những gì đang diễn ra trong tu luyện thất, không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Rất nhiều hình ảnh mà mắt thường không cách nào nhìn thấy được giờ lại hiển hiện trong đầu hắn, thật sự rất kỳ diệu. Hắn nhắm mắt lại, đợi sau khi hồn ấn trong huyền cung tối xuống, tất cả mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Đây cũng chính là tác dụng của hồn lực, không ngờ lực tinh thần lại có thể phóng thẳng ra ngoài. Một ý niệm lóe lên trong đầu Lâm Nhất, phút chốc, một loạt đường văn hỏa vũ tuôn ra, rõ ràng đường văn hỏa vũ vừa cuồng bạo lại vừa sắc bén tản ra giữa không trung, nhưng lúc này, cảm giác mang đến cho hắn lại giống như cánh tay của mình, có thể dễ dàng điều khiển. Quả nhiên, chỉ có đạt đến huyền sư tam phẩm mới xem như chính thức nhập môn. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, hắn nở nụ cười, đồng thời khiến đường văn hỏa vũ ẩn chứa năng lượng cuồng bạo kia tan biến trong vô hình. Tên nhóc kia, nếu có rảnh thì theo ta một chuyến, tiền bối Đường Du muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, bên ngoài sân có một giọng nói xuyên thấu quá linh trận, quanh quẩn khắp cả biệt viện, đó chính là giọng của Du trưởng lão. Cuối cùng cũng đến rồi à? Lâm Nhất suy tư hồi lâu, hắn đã đợi ngày này rất lâu. Hắn thật sự cảm thấy tò mò. Không biết rốt cuộc thư viện thiên phủ đã gặp phải rắc rối gì. Lâm Nhất lập tức đẩy cửa bước ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất cùng Du trưởng lão dừng lại trước một cái sân lớn khá bình thường. Thoạt nhìn, nơi này không khác gì nơi ở của các đệ tử. Đây là chỗ ở của tiền bối Đường Du ư. Lâm Nhất lộ vẻ kinh ngạc, khẽ nói. Tiền bối Đường Du vốn là trưởng lão đứng đầu ngự thư đường, thực lực cảnh giới thiên phách khủng bố. Vậy mà lại ở một nơi như thế này, quả thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Đường tiền bối thích yên tĩnh, ông ấy cũng không đặt quá nhiều yêu cầu đối với nơi ở, Lâm Nhất, cùng ta đi vào thôi, bên cạnh, Du trưởng lão mỉm cười và giải thích. Lâm Nhất khẽ gật đầu, đi cùng Du trưởng lão vào sân. Sau khi vào trong, hắn phát hiện những lời Du trưởng lão nói là thật, nơi đây khá yên tĩnh, tầm nhìn khoáng đạt, hòn non bộ tinh xảo. Đình đài lầu các, tất cả đều tràn đầy hơi thở yên bình. Trong sân có rất nhiều người, những người này cũng không xa lạ với Lâm Nhất, đều là các trưởng lão mà hắn từng gặp ở ngự thư đường. Các trưởng lão đánh giá Lâm Nhất một lượt từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng lại kề tai nhau thì thầm gì đó, dường như đang bàn luận về hắn. Người mà đường tiền bối muốn tiến cử là hắn sao? Chính là hắn, dạo gần đây người này khá là tỏa sáng. Trong trận chiến tranh giành Hoa Huyền Âm, hắn đã liên tiếp đánh bại vài người và giành được Hoa Vương chín cánh, ngay cả viện trưởng cũng phải lau mắt mà nhìn. Nhưng theo ta thấy chấn động hồn lực mà hắn phát ra thì dường như chỉ vừa thăng cấp lên huyền sư tam phẩm mà thôi, có hơi sai. Huyền sư tam phẩm xem như đạt yêu cầu,
nhưng, viện trưởng thật sự muốn chọn hắn ư? Thứ hắn có thể dựa vào cũng chỉ có tu vi giới võ học mà thôi. Nếu chỉ dựa vào tu vi giới võ học thì có hơi miễn cưỡng rồi. Hai, mấy năm nay, những nhân tài thế hệ sau của Thư viện Thiên Phủ ta đã bắt đầu suy tàn rồi. Nhưng ánh mắt kia có hoài nghi, có định giá, có chờ mong, cũng có thở dài tiếc nuối, khá là phức tạp. Lâm Nhất vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tuy nhiên, trong lòng hắn đã có chút mất tự nhiên. Bị một đám lão nhân đánh giá khiến hắn cảm thấy thấp thỏm không yên, rốt cuộc tiền bối Đường Du tìm hắn có việc gì chứ? Rốt cuộc là rắc rối đến mức nào mà phải cố sức đào tạo hắn thành huyền sư tam phẩm, quả thật khó mà đoán được. Ngay khi Lâm Nhất đang suy nghĩ, Du trưởng lão dừng lại trước một tòa nhà trúc, duỗi tay cười nói, ngươi vào đi thôi, ta chỉ đưa đến đây. Lâm Nhất dừng suy nghĩ, hít sâu một hơi, khẽ gật đầu với Du trưởng lão rồi đẩy cửa vào. Trong nhà trúc có khói xanh lượn lờ, tiền bối Đường Du đang nhắm mắt suy tư, ngồi khoanh chân trước một cái lư hương tỏa ra làn khói mờ ảo. Mùi hương thơm ngát từ làn khói thanh tịnh kia khiến lòng người thoáng trở nên bình thản. Lâm Nhất đã ngưng tụ ra hồn ấn cho nên có thể cảm giác được tuy rằng tiền bối Đường Du nhắm hai mắt, nhưng trong căn phòng này, không có nơi nào là không có hồn lực của ông ta tồn tại. Mỗi một cử động, ánh mắt, nhịp thở, bất kể là thứ gì dù nhỏ nhất, e là cũng bị ông lão này nắm rõ như lòng bàn tay. Đường tiền bối. Đối với ông lão áo xám lúc trước đã bác bỏ mọi ý kiến, một mực để hắn làm chấp sự khách khanh của thư viện, Lâm Nhất vẫn luôn kính trọng. Ngồi đi. Tiền bối Đường Du từ từ ngước mắt nhìn, trên khuôn mặt già nua để lộ nụ cười, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng mờ đục, thoạt nhìn như vực sâu không ngừng vặn vẹo, dường như chỉ cần nhìn thêm vài lần sẽ bị hút vào đó. Bất giác, Lâm Nhất nghĩ đến một điều rất đáng sợ. Chẳng phải ông lão áo xám này đã có tu vi thiên phách, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới huyền sư tứ ấn đáng sợ ư? Mạc Linh từng nói rằng, thực lực của huyền sư tứ ấn có thể so với cao thủ cảnh giới thiên phách, nếu đúng như hắn suy đoán thì thực lực của Đường Du rất đáng sợ, dù phóng mắt khắp thành U Châu thì tuyệt đối cũng là tồn tại khủng bố đứng hàng số 1, số 2, có thể sánh ngang với cao thủ của huyền dương điện thế lực cấp bá chủ. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất ngồi xuống với vẻ khách sáo, thấp giọng nói, không biết lần này tiền bối gọi ta đến là có việc gì. Không gấp, Đường Du mỉm cười, khi nhìn Lâm Nhất. Trong mắt ông ta lóe lên một tia khác thường, khẽ nói, nhóc con, hồn ấn của ngươi mới ngưng tụ không lâu, trước đó, ta có nghe Mạc Linh nói về trường hợp của ngươi nên đã có chút bận tâm, giờ thì coi bộ không cần nữa. Xem ra không gì qua mắt được tiền bối. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, quả nhiên ánh mắt của vị tiền bối này rất độc, ngay cả việc hắn mới ngưng tụ hồn ấn mà chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra. Nhóc con. Thiên phú của ngươi về con đường linh văn này không thua kém bao nhiêu so với một số ít thiên tài đỉnh cao kia. Thậm chí, ông ta thoáng khựng lại. Thậm chí phải mạnh hơn một ít, vì dù sao thì phần lớn thời gian của Lâm Nhất đều dành cho việc tu luyện võ đạo. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn là một kiếm khách, tu linh văn chỉ là phụ mà thôi. Hoặc là nói, hắn đến thư viện thiên phủ và tu luyện linh văn chỉ đơn thuần là một lần giao lưu võ học. Nếu không phải thế thì một tên yêu nghiệt có thiên phú kiếm đạo sao phải chạy đến thư viện thiên phủ của ông ta? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.